Mặt thế vô hạn thôn vệ chương 526, chiếm lại thành phố Giang Nam, 7. Khóe miệng vương song lộ ra một chút độ công, có chút nguy hiểm nhìn các nàng. Sắc mặt mấy nữ nhân hơi đỏ lên, có chút hiểu được trừng phạt trong miệng hắn là cái gì. Được rồi, ta nên đi rồi. Vương song nhàn nhạt nhìn các nàng một cái, dự cảm trong lòng hắn là lời nói của đàm long ấn chứng với nhau, càng hiểu được có lẽ hành động thu phục thành phố Giang Nam lần này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vậy, hiện tại hắn bàn giao xuống dưới một số chuyện, tránh việc thật sự xuất hiện ngoài ý muốn. Tất cả mọi người không phải tay chân luống cuốn. Vù. Vừa dứt lời, vương song đi ra ngoài, huyền lân cánh sau lưng mãnh liệt mở ra, chở hắn bay về phía thành phố Giang Nam. Ba nàng còn lại nhìn nhau, Triệu Hân và Thái Hiểu đều lạnh lùng nhìn Tô Tiểu Tuyết, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi. Tô Tiểu Tuyết không thèm để ý nhìn các nàng. Dù sao chỗ dựa của nàng là vương song, Căn bản không cần để ý đến hai người này, dựa vào dung mạo cùng năng lực của nàng, như thế nào nàng cũng không bị Vương Song Thất sủng. Trong thành phố Giang Nam, bọn người thu báo quốc tựa như hồng thủy quá cảnh, từ bên ngoài thành phố Giang Nam, hầu như đánh tới hạch tâm thành phố Giang Nam, nằm ở vị trí trung tâm thành phố, tiếng pháo, tiếng đạn, tiếng kêu thảm thiết đang xen nhau, trở thành giai điệu chính trên chiến trường giống như máy xay thịt này. Nòng súng của bộ đội ba trung đoàn đều được thay đổi vài lần nòng pháo cũng tắt máy nguội đi vài lần. Một ngày qua, bọn họ tiêu hao hơn 200 vạn viên đạn, hầu như làm trống đi một nửa đạn dược của bọn họ. Binh lính thương vong vượt qua 600, cho dù là tiếng hóa giả cũng bị đánh chết 5 người. Xe tăng của bọn họ ước chừng 4 chiếc bị ma pháp zombie cùng lực lượng phá hủy, trở thành một đống sắt vụn, hơn nữa 7 chiếc trực thăng Apache lúc trước bị phá hủy, tổn thất của bọn họ cũng có chút nghiêm trọng. Nhưng chiến quả bọn họ thu được cũng là vô cùng khả quan, Tiêu diệt hơn 70 vạn con zombie. Nhưng bọn người thu báo quốc ai cũng không dám khinh thường, zombie xuất hiện càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng cường đại, zombie cấp 9 hiện giờ đều thường xuyên xuất hiện, nếu không phải đám người thu ảnh đồng, Đàm Long, Hồng Vũ. Công thành ngăn cản, quân lính bọn họ đều bị đánh tan rã. Cho dù như thế, bọn họ cũng cảm giác được áp lực càng ngày càng nặng, dần dần có một chút cảm giác không chống đỡ nổi. Vào thời điểm này, một tiếng bước chân kỳ dị xuất hiện bên tai mọi người. Tầm. Um, Tầm. Um. Bọn họ đều ngẩng đầu nhìn lại, một con zombie thoạt nhìn lớn chừng hai thước chậm rãi xuất hiện trong thi quần, thân thể nó không hề thối rửa như zombie khác, toàn thân đều là màu xanh đen, từ xa nhìn lại, hiện ra một tia sắc thép sáng bóng. Mặt nó không chút thay đổi, một đôi mắt thần tựa như đến từ địa ngục, làm cho người ta có chút lạnh lòng chính là tứ chi của nó vô cùng tráng kiện, từng trùng cơ bắp như cầu lông ở trên người, biểu hiện ra một loại lực nổ khủng bố. Khi nó xuất hiện từ trong thi đàn, zombie chung quanh đều không tự chủ được mà chừa lại một con đường cho con zombie này. Đợi đến khi con zombie này đi qua mới chậm rãi khép lại, tựa như con zombie này là một vương giả, zombie khác tự nhiên có một loại kính sợ với nó. Con zombie này chỉ đứng ở nơi đó, một cổ khí thế vô cùng trầm trọng bao phủ trong lòng mọi người, khủng bố, e ngại, nặng nề đây là cảm nhận đầu tiên của tất cả mọi người thu ảnh đồng đối với loại khí thế này rất rõ ràng thậm chí nàng còn chiến đấu với chủ nhân có được loại khí thế khủng bố này đó chính là khí thế của cường giả nhất giai con zombie này là zombie nhất giai thu ảnh đồng hít sâu một hơi tuy rằng đã sớm nghĩ đến zombie nhất giai trong thành phố giang nam sẽ to lớn như vậy nhưng khi hoàn toàn nhìn thấy nàng vẫn nhịn không được thở dài sinh vật nhất giai này trước mắt mà nói chỉ có cường giả cùng đẳng cấp đến đối phó thậm chí cho dù là tên lửa cũng không thể sinh ra uy hiếp đối với bọn họ trừ phi là đạn hạt nhân nhưng đừng nói bọn họ hiện tại chỉ sợ không có một thế lực nào có thể biết tác dụng đạn hạt nhân những người khác cũng đều cảm nhận được sự khủng bố của con zombie này sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng thu báo quốc xa xa cũng nhìn thấy một màn này sắc mặt lạnh lùng thấp giọng phân phó kích hoạt tên lửa truy phong giả lão thu thật sự muốn kích hoạt. Quy lực của nó mạnh bao nhiêu, ngươi hẳn là hiểu được, một khi phát ra, chỉ sợ chính chúng ta cũng không thể khống chế. Lương Vân Hải ở một bên biến sắc, có chút lo lắng mở miệng, tên lửa truy phong giả, hắn đương nhiên hiểu được, đây là thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất của Hoa Quốc, quy lực vẻn vẹn so với đạn hạt nhân kia chỉ kém hơn một chút, kho đạn dược cỡ lớn bọn họ thu đều vẻn vẹn chỉ có một quả, bị thu báo quốc coi như bảo bối lần này vì phòng ngừa vạn nhất lại mang ra ngoài sinh vật nhất giai cường hãng ngươi trước đây cũng đã nhìn thấy qua ngoại trừ tên lửa truy phong giả ngươi cảm thấy còn có vũ khí gì có thể đối phó bọn chúng sao thu báo quốc bình tĩnh mở miệng nói ảnh đồng lương vân hải đang muốn nói gì đó thu báo quốc trực tiếp cắt ngang lời của hắn ảnh đồng là nữ nhi của ta không phải là máy móc ta không muốn để cho nó mạo hiểm cho dù nữ nhi của ta có thể đối phó với con zombie nhất giai này lương vân hải ngậm miệng lại không nói nữa tự mình đi truyền đạt mệnh lệnh thu báo quốc rất nhanh tên lửa cỡ nửa người được nạp vào trong xe tên lửa bề ngoài màu trắng bạc tràn ngập khí tức khoa học viễn tưởng xe tên lửa từ xa khóa con zombie bậc một này đồng thời thu báo quốc lợi dụng bộ đàm nói cho thu ảnh đồng tin tức về việc những tiếng hóa giả này sẽ phóng tên lửa lát nữa mọi người cùng nhau ra tay ngăn cản dư ba tên lửa, nếu không, binh lính của chúng ta sẽ tổn thất thảm trọng. Thu ảnh đồng dặn dò mọi người. Những người khác đều hiểu rõ gật đầu, cả đám đều là tiếp xúc năng lượng, chuẩn bị ngăn cản trận nổ tung kinh thiên kế tiếp. Khóa chặt mục tiêu. Đếm ngược, 3, 2, 1. Phóng. Một đạo hào quang màu trắng bạc hiện lên, nhanh như thiểm điện xẹt qua khoảng cách mấy ngàn thước, trực tiếp rơi về phía phụ cận con zombie nhất giai này. Tên lửa truy phong giả, thành phố Giang Nam, vì sao tên gọi là truy phong giả, thu báo quốc lúc trước ở quân bộ hình như biết được một ít, nghe nói lúc ấy người phụ trách nghiên cứu và phát triển nói muốn so sánh tốc độ với gió, muốn tăng tốc độ tên lửa lên đến nỗi làm cho địch nhân không có cơ hội phản ứng. Dưới sự nghiên cứu và phát triển của đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học suốt ngày đêm, loại tên lửa này đã được chế tạo ra, nghe nói âm thầm thí nghiệm qua, hắn cùng một lão thủ trưởng ăn cơm nghe đối phương nói qua, Nói loại tên lửa này lợi hại như thế nào, thả một quả ở sa mạc Sahara châu Phi, uy lực kia. Trong phạm vi 300 thước đều bị nổ tung. Hiện giờ hắn cũng sử dụng tên lửa như vậy, hơn nữa còn dùng để đối phó với một con zombie. Con zombie nhất gia nhìn tên lửa màu trắng bạc rơi xuống, trên mặt không lộ ra một tia sợ hãi, chỉ là hứng thú nhìn tên lửa này hạ xuống, khóe miệng cong lên, trong mắt hiện lên một tia châm chọc. Đùng dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, tên lửa này trực tiếp rơi vào trong thi quần vô tận. Sau một khắc, một luồng ánh sáng chói mắt ầm ầm bộc phát, tựa như một ngàn ngọn đèn sợi đốt đồng thời phát ra quang mang, mà nương theo hào quang như vậy chính là một cổ lực phá hoại cực hạn. Mọi người chỉ nhìn thấy trong thi đàn xuất hiện một tiểu thái dương, sau đó, một cổ sóng xung kích khủng bố phát ra quét ngang bốn phía. Ngăn trở, toàn lực xuất thủ. Thu ảnh đồng thấy thế, sắc mặt đột nhiên đại biến, quát khẽ một tiếng, trường kiếm màu tím trong tay tiêu tán, hóa thành một màn hỏa diễm màu tím nhạt, ngăn ở phía trước mọi người. Chu Vân Nguyệt hai tay bấm một cái, từng đạo tinh quang hội tụ, tạo thành một đạo tinh không chi mạc. Những người khác cũng đều thi triển năng lực của mình, ở phía trước bày ra từng đạo phòng ngự cường đại. Bùng! Bùng! Cổ phong bạo hủy diệt khủng bố mãnh liệt mà ra, quét ngang chung quanh, vô số zombie, bất kể là zombie bình thường hay là zombie đặc thù, đều không chút sức chống cự, trực tiếp bị hủy diệt không còn lại một quốc trạng. Cổ công phá trước mắt này có thể so với thiên tai của thiên nhiên, cho dù mạnh như zombie cấp 9, cũng không cách nào sống sót. Đám người thu ảnh đồng đối mặt với cổ phong bạo hủy diệt quét ngang, đều là cảm thấy như bị một tòa núi lớn đè lại, thân ảnh không ngừng lui về phía sau, kéo ra một vệt trắng thật dài ở trên mặt đất. Phía trước bày ra từng đạo lồng năng lượng liên tiếp nghiền nát, sắc mặt đám người thu ảnh đồng đều có chút tái nhợt, lồng năng lượng hủy diệt bọn họ không ngừng xây dựng phòng ngự mới lần nữa, tầng tầng suy yếu xuống, hầu như tiêu hao sạch sẽ năng lượng của bọn họ. Binh lính phía sau đều gian nan nuốt nước miếng, nhìn cổ phong bạo hủy diệt có thể tiêu diệt tất cả bị sự ngăn cản của đông đảo tiến hóa giả, bọn họ đều cảm thấy may mắn, nếu thật sự bị cổ phong bạo hủy diệt này quét ngang, chỉ sợ tỷ lệ sống sót của bọn họ cũng là cực nhỏ. Thu báo quốc, Lương Vân Hải cùng các chỉ huy cấp cao đều rung động nhìn một màn này, không nghĩ tới uy lực của tên lửa truy phong giả này lại khủng bố đến mức này thiếu chút nữa đã kéo người của mình vào vực sâu hủy diệt bọn họ sợ hãi đồng thời cảm thấy có chút may mắn may mắn vì có thu ảnh đồng và những tiến hóa giả đỉnh cấp này ngăn ở phía trước nếu không bộ đội khủng bố bọn họ trên cơ bản là đi vào vô ích cổ phong bạo hủy diệt này rốt cục dưới sự phòng ngự điên cùng của đám người thu ảnh đồng mà bị ngăn lại đợi khói bụi đầy trời trôi qua hết thảy mới lộ ra cảnh tượng bên trong Triết thấy rõ cảnh tượng trước mặt, tất cả mọi người, kể cả tiếng hóa giả đều hít một hơi khí lạnh, một cái hố lớn chừng trăm thước cứ như vậy xuất hiện trước mặt bọn họ, hố lớn sâu hơn 10 thước, mép hố còn không ngừng bốc lên tia lửa, cho dù là tảng đá cũng bị nhiệt độ cao bộc phát thiêu cháy rồi vỡ ra trong nháy mắt. Xa xa, từng tòa nhà chọc trời trực tiếp bị phá hủy do cổ năng lượng hủy diệt này, tòa nhà ngã xuống ước chừng có hơn 10 tòa. Cây cối trên mặt đất, xe hơi đều bị nhổ tận gốc, vô số kính bị vỡ từ xa nhìn lại giống như là đạn hạt nhân rửa sạch điều khiến bọn họ rung động nhất không phải là những thứ này mà là vô số zombie biến mất bọn họ phóng mắt nhìn lại trong vòng ngàn thước không có bóng dáng zombie trong hố lớn ở trung tâm thi thể zombie đã bị khí hóa bên ngoài thi thể zombie nằm ngổn ngang dưới đất phần lớn thân thể bị nghiền nát trên mặt đất kéo dài hơi tàn cho dù là zombie đặc thù cũng không có thoát khỏi một kiếp tử vong đến mấy trăm Đám người thu ảnh đồng nhìn thấy hậu quả do một kích như vậy tạo thành, trong lòng đều tính toán, đưa ra một con số làm cho bọn họ chấn động, dưới một viên tên lửa, zombie bị đánh chết hơn 20 vạn con. Cái này, đây là tên lửa gì, sao lại khủng bố như vậy? Đạn hạt nhân cũng không hơn cái này. Một người lẩm bẩm, không thể tin được. Nếu như lại thêm một cái nữa, chẳng phải zombie còn lại cũng có thể trực tiếp bị tiêu diệt. Mặt khác có người ngốc nghếch mở miệng nói, lời nói vừa mới ra khỏi miệng, nhất thời thu hút đông đảo ánh mắt giết người. Một quả tên lửa như vậy thiếu chút nữa lấy mạng tất cả bọn họ, lại một lần nữa, chẳng phải là muốn bọn họ học máu mà chết. Bọn họ tình nguyện chém giết với zombie cũng không muốn ngăn cản dư ba tên lửa khủng bố như vậy. Con zombie nhất giai kia đã chết sao? Đột nhiên, Chu Vân Nguyệt nhíu mày mở miệng, nhiều zombie như vậy bị đánh chết tất nhiên là tốt nhưng bọn họ đều hiểu được một viên tên lửa này là dùng để đối phó với zombie nhất giai kia nếu như zombie nhất giai kia không chết zombie bình thường chết nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì hẳn là đã chết rồi nổ tung khủng bố như vậy nếu còn có thể sống sót thì không phải zombie mà là thần có người lẩm bẩm thu ảnh đồng nhíu mày trong nháy mắt vừa mới nổ tung nàng tựa như loáng thoáng nhìn thấy thân ảnh con zombie nhất giai kia biến mất tránh ra con zombie nhất giai kia còn sống đàm long nhắm mắt lại hai tay không ngừng bóc một ít dấu tay cổ quái tựa như đang suy đoán cái gì đó mạnh mẽ mở mắt trống to đó kìa thanh âm đàm long vừa mới phát ra một tiếng kêu thảm thiết vang lên thân thể của một tiếng hóa giả cấp 8 trực tiếp bị xé rách mưa máu đầy trời bay lả tả một bóng ma xuất hiện trước mặt mọi người vẻ mặt lãnh khốc nhìn bọn họ không phải zombie nhất giai kia thì là ai làm sao có thể, Vậy mà nó lại không chết. Nó lại sống sót trong vụ nổ khủng khiếp như vậy. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi, một hồi nổ tung kia uy lực mạnh bao nhiêu, bọn họ rõ ràng hơn bất cứ ai, chỉ là dư ba, thiếu chút nữa ép sạch hết tất cả năng lượng trong cơ thể bọn họ, chứ đừng nói là con zombie đang ở trung tâm này. Thậm chí không chút khách khí nói, coi như là vương song chính diện chống cự tên lửa này, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản được. Tốc độ của nó quá nhanh hầu như vượt qua tốc độ âm thanh vừa rồi trong nháy mắt con zombie này chính là dựa vào tốc độ khủng bố của nó thoát khỏi trung tâm vụ nổ thu ảnh đồng chậm rãi nói không để ý năng lượng thân thể tiêu hao lần nữa ngưng tụ một thanh trường kiếm màu tím hai cánh sau lưng chấn động chậm rãi tiến về phía trước các ngươi đều lui ra phía sau con zombie nhất giai này thực lực không hề thua kém từng con biến dị thú nhất giai khác nghe thu ảnh đồng nói tuy rằng sắc mặt mọi người đều nặng nề nhưng đều hiểu được sinh vật cấp một đáng sợ, tuyệt đối chỉ có sinh vật cùng cấp mới có thể đối kháng. Trong thiên chi thành bọn họ ngoại trừ vương song và thu ảnh đồng, không có ai có thể đối phó với một đầu zombie nhất giai như vậy. Cho dù muốn mạnh như viên doanh, cao ngạo như Chu Vân Nguyệt, cao ngạo như Tôn Thành, kiên nghị như Hồng Vũ, thần bí như Đàm Long, đều là vẻ mặt bất đắc dĩ lui về phía sau, đều là ánh mắt không cam lòng nhìn con zombie nhất giai này. Tiểu ảnh, Đám người Thu Báo Quốc ở phía sau nhìn thấy Thu Ảnh Đồng vẫn một mình đối mặt với một đầu zombie nhất giai này, sắc mặt đều biến đổi, Thu Báo Quốc càng hung hăng vỗ cái bàn trước người, vẻ mặt lo lắng nhìn Thu Ảnh Đồng. Nếu thành chủ ở chỗ này thì tốt rồi, như vậy Ảnh Đồng sẽ không cần một mình đối mặt với zombie nhất giai. Lương Vân Hải ở một bên cười khổ nói: "Yên tâm, có ta ở đây." Đột nhiên, bên tai bọn họ vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, nhất thời làm thân thể bọn họ chấn động vẻ mặt mừng như điên. Thu Ảnh Đồng nhìn zombie nhất giai đối diện, cho dù năng lượng trong thân thể tiêu hao thật lớn, cũng không sợ chút nào, một thanh trường kiếm màu tím nắm chặt trong tay, tựa như chỉ có như vậy, trong lòng mình mới có thể có chút an ủi. Nếu có Vương Song ở đây thì tốt rồi. Trong lòng Thu Ảnh Đồng cũng không tránh khỏi nghĩ đến Vương Song, lúc ấy đối mặt với hai con thú nhất giai biến dị, có Vương Song ở đây, trong lòng nàng vô cùng yên tâm, không sợ chút nào bởi vì nàng tin tưởng vương song sẽ không làm các nàng thất vọng. Quả nhiên, con rắn nước nhất dai kia bị vương song ngang nhiên chém giết lại còn thu phục được long quy nhất dai. Hiện tại cũng là đối mặt với từng đầu sinh vật nhất dai, tuy rằng trong lòng nàng không sợ, nhưng lại luôn có một tia bất an nhàn nhạt. Con zombie nhất dai này nhìn thu ảnh đồng, trong mắt hiện lên một tia châm chọc, tựa như đang cười nhạo thu ảnh đồng không biết tự lượng sức mình, cơ bắp trên người nó chậm rãi nâng lên, một đôi tay dính đầy máu hơi cong về phía thu ảnh đồng. Vù được một tiếng, thân thể biến mất, không có âm thanh không khí bị xé rách, thu ảnh đồng chỉ nhìn thấy một bóng dáng hiện lên, một cổ lực lượng khủng bố từ vị trí bụng dưới của mình truyền đến, lực lượng cực hạn xuyên qua chiến giáp bên ngoài thân thể mình đã bị suy yếu chín tầng lực lượng. Thế nhưng một tầng lực lượng còn lại làm cho thu ảnh đồng bị chấn động hộp máu bay ngược ra ngoài. Một quyền của zombie nhất giai này đâm vào bụng thu ảnh đồng, một bàn tay khác vươn ra, từng đạo lợi trảo dài một thước xuất hiện, trực tiếp cắt ngang qua, muốn trực tiếp chia thu ảnh đồng ra làm hai. Thu ảnh đồng bị một quyền của zombie nhất giai này đánh cho mờ mịt, nhưng ý thức chiến đấu của nàng vẫn còn, cảm giác được nguy hiểm, trường kiếm màu tím trong tay mạnh mẽ bổ về phía trước. Nhiệt độ khủng bố làm cho con zombie này không khỏi thu hồi bàn tay của mình. Xoát! Con zombie nhất giai này cũng không lui về phía sau mà là thay đổi phương hướng, từ phía sau phát động công kích về phía thu ảnh đồng. Sắc mặt Thu Ảnh đồng tái nhợt, vừa rồi thật không ngờ tốc độ của con zombie này lại nhanh như vậy, dẫn đến bị zombie này đánh bị thương, lần nữa đối mặt với công kích của con zombie nhất giai này, mặt ngoài thân thể của nàng hiện lên một hư ảnh phượng hoàng nhàn nhạt. Hỏa diễm màu tím không ngừng thiêu đốt làm cho con zombie nhất giai này có cảm giác có chỗ xuống miệng hay không. Ầm. Uhm. Đột nhiên, con zombie nhất giai này trợn tròn mắt, cảm nhận được một cổ cảm giác nguy hiểm khó có thể hình dung. Vội vàng muốn né tránh nhưng còn chưa kịp thì thân thể đã trực tiếp bị bay ra ngoài. Thu Ảnh Đồng khiếp sợ nhìn Vương Song xuất hiện phía sau con zombie nhất giai này, trong mắt mang theo một tia mừng rỡ không che giấu được. Cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Kế tiếp giao cho ta đi. Vương Song nhẹ giọng mở miệng. Thu Ảnh Đồng gật đầu, thu hồi hỏa diễm trên người mình, sắc mặt có chút tái nhợt đi sang một bên. Vương Song quay đầu nhìn về phía zombie nhất giai bị mình một đao chém bay ra trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Bạch Ngân Chi nhận cấp chính trong tay có một chút uống công nhẹ. Vương Song hiểu được, địch nhân của mình càng ngày càng mạnh, thanh vũ khí này đã theo mình đến bây giờ cuối cùng đã đến cuối cùng, thu hồi trường đao, thân thể Vương Song từng bước bước ra, tốc độ không hề chậm hơn đối phương chút nào. Hóa trưởng thành đao, trực tiếp bổ ra, lần này không còn là hỏa diễm trường đao đơn thuần, mà là phong hỏa đao đang xen hai màu đỏ và xanh, phong tá hỏa thế, hỏa thúc phong thế, Hai bên kết hợp, uy lực của một đao này không ngừng tăng lên, chém về phía con zombie nhất dai còn chưa dừng lại này. Ba tháng, Vương Song không chỉ toàn bộ nắm giữ bốn loại năng lượng lô hỏa thuần thanh của mình, mà còn là thử dung nhập năng lượng thủy vào ba loại năng lượng khác. Tuy rằng thất bại vô số lần, nhưng trời không phụ lòng người, một ngày trước, rốt cục hắn đã dung nhập năng lượng thủy vào ba loại năng lượng khác. Mặc dù chưa từng thử qua uy lực, nhưng Vương Song tin tưởng quy lực bộc phát ra từ bốn loại năng lượng dung hợp tuyệt đối kinh thiên động địa. Hiện tại hắn chỉ là dung hợp hai loại năng lượng trong đó, càng hiển thị thành thạo thậm chí không cần tiếp nhận binh khí, trực tiếp có thể dung hợp lại trên thân thể. Hiện tại Vương Song ở cấp 8, hai loại năng lượng dung hợp lại, thậm chí có thể đánh chết zombie cấp 9. Hiện tại bản thân hắn đã đạt tới tình trạng cấp 9, lần nữa dung hợp hai loại lực lượng, quy lực này gần như đạt tới cấp 9 đỉnh phong. Đối mặt với tay đao của vương song, con zombie nhất dai này không còn bận tâm đến vết đao sau lưng khi bị chém, lạnh lùng nhìn vương song, hai tay dựng lên, ngăn ở trước ngực mình. Xoẹt! Tựa như cảm giác đao chém vào da trâu, một đao của vương song rơi vào cánh tay zombie này, chỉ là đi vào không đến một tấc đã hoàn toàn bị ngăn cản. Bàn tay vương song thu lại, bước chân nặng nề đạp một cái, hung hăng rơi xuống phía trước, trên mặt đất trực tiếp lõm xuống một cái hố lớn, Thân thể Vương Song đạn pháo bắn lên, một cước đá về phía con zombie nhất giai này. Thân thể cường hãn giao cho Vương Song cũng giống như lực lượng mãnh thú thượng cổ, một cước hạ xuống, không khí trực tiếp bị xé rách, rơi vào trên người con zombie này, tiếng rắc rắc vang lên, xương cốt trên người không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Nhưng công kích của Vương Song hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy, hai tay của hắn đuổi theo, nắm tay thành quyền, trong một giây ngắn ngủi đã ra hơn 10 quyền. Rào một tiếng hét lớn, con zombie nhất giai này bị Vương Song liên tiếp công kích choáng váng, nhưng cảm thụ được đau đớn trong thân thể, vẫn phát ra tiếng gầm điên cuồng, trên thân thể hiện lên một tia sáng bóng màu đen, Vương Song lần nữa đánh vào trên người nó, cảm giác tựa như là đánh vào một khối kim cương. Ầm. Uhm. Ầm. Uhm. Zombie nhất giai phục hồi tinh thần lại, nhìn Vương Song, không nói hai lời, cũng giơ nắm đấm giết về phía Vương Song, mỗi người nhất thi cùng thân thể cường hãn. Tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, mọi người chỉ có thể nghe được một trận âm thanh thân thể va chạm, căn bản không cách nào nhìn thấy bóng dáng hai người. Đây chính là thực lực của thành chủ, quả nhiên rất mạnh. Tất cả mọi người lúc trước không có kiến thức được Vương Song ra tay đối phó biến dị thú nhất giai thì giờ đều là vẻ mặt sợ hãi. Thành chủ đại nhân cấp 9 có thể chiến đấu cùng zombie nhất giai, đây là may mắn của thiên chi thành ta, một khi thành chủ đại nhân đột phá tới nhất giai mặc kệ nó là biến dị thú gì hay là zombie nhất dai tất cả đều phải nằm sấp có người vẽ mặt hưng phấn mở miệng lời vừa nói ra khiến không ít người gật đầu đồng ý cho dù là đàm long thu ảnh đồng cũng đều yên lặng đồng ý nhưng con zombie nhất dai này thật kỳ quái vậy mà lực lượng và tốc độ đều kinh người như thế hồng vũ nhìn bóng dáng hai người như lấp đầy trời nghi hoặc nói zombie bình thường có zombie hình lực lượng zombie tốc độ Mỗi loại zombie đều có năng lực không giống nhau, nhưng con zombie nhất giai trước mắt này lại tựa như tập hợp sở trường của zombie khác, chẳng những lực lượng cường hãn đến mức khiến người ta tức giận mà tốc độ cũng kinh người như thế, quả thực là tập hợp ưu điểm của những zombie khác. Có lẽ khi đạt tới nhất giai, khuyết điểm trên người những zombie này sẽ dần dần biến mất, cũng nói không chừng biến chúng càng thêm hoàn mỹ. Một bên, Bạch Tiểu Thắng đâm chiêu thấp giọng nói. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ con zombie này còn có thể công kích từ xa sao lưu hâm thấp giọng cười nói không đúng con zombie này đàm long nghe được lời nói của lưu hâm nhất thời sắc mặt lại biến đổi mạnh mẽ mở miệng muốn trống to một đạo ầm ầm vang lên hai đạo thân ảnh tách ra trên người vương sông chỉ là quần áo có chút tổn hại còn trên cánh tay trần trụi lộ ra từng đạo màu xanh đen trên thân thể zombie đối diện có một ít quyền ngân màu trắng đây đều là do vương sông để lại mỗi người một thi cách nhau chừng trăm thước, con zombie này trừng đôi mắt lạnh khốc nhìn Vương Song, còn chưa đợi Đàm Long nói ra, mãnh liệt mở miệng ra, một cục sáng màu đen từ trong miệng phát ra, căn bản không cho Vương Song thời gian phản ứng trực tiếp đánh vào người Vương Song. Ầm. Uhm. Thân thể Vương Song trực tiếp bay ngược ra ngoài hơn trăm thước, trên mặt đất văng lên bụi bậm đầy trời. Đám người Đàm Long đều kinh hãi nhìn một màn này, cả đám đều nhanh chóng tiến lên, muốn kiểm tra tình huống của Vương Song. Tốc độ của Thu Ảnh Đồng là nhanh nhất, xông lên phía trước, nhưng không đợi nàng vọt tới, giọng nói nhàn nhạt của Vương Song vang lên. "Ta không sao." Thân thể Vương Song từ trong bụi bặm đi ra, ngoại trừ khóe miệng có một tia máu thì ngoài ra không còn có vết thương nào khác. Cổ năng lượng màu đen này lại muốn chôn vùi hết thảy ý cảnh, ngược lại là kỳ quái. Vương Song trong lòng lẩm bẩm, cổ năng lượng màu đen này hắn đích thực không ngờ lại có tác dụng kỳ lạ như vậy không nhìn thấy ngược lại ăn một cái thiệt thòi không nhỏ, nhưng thực lực của hắn so với lúc mới bước vào cấp chính lại mạnh hơn không ít, một kích này còn không cách nào lấy mạng hắn. Yên tâm, chỉ là một con zombie nhất dai mà thôi, ta vẫn có thể đối phó được. Nhìn thần sắc lo lắng của đám người thu ảnh đồng, vương song khẽ lau vết máu trên khóe miệng, nhàn nhạt cười nói. Đám người thu ảnh đồng nghe vậy, đều dừng bước. Thật không ngờ, zombie đạt tới nhất dai, lại có biến hóa kinh người như vậy. Vương Song quay đầu nhìn về phía zombie nhất dai đối diện, hai tay kết ra một ấn ký kỳ quái. Ta thừa nhận một kích của ngươi, ngươi cũng nên thừa nhận một kích của ta đi. Như vậy mới gọi là có qua có lại. Tam Nguyên Quy Nhất Vương Song quát lạnh một tiếng, ba loại năng lượng trong cơ thể không ngừng dung hợp, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một viên cầu ba màu thoáng mang theo một tia mờ nhạt. Viên cầu tam sắc vừa xuất hiện, thân thể zombie cấp một đối diện chấn động mạnh mẽ đôi mắt nhìn chầm chầm viên cầu ba màu trong hai tay vương, từ trên người viên cầu khiêm tốn này, nó cảm nhận được một cổ khí tức tử vong. Rào. Nó không dám trì hoãn, muốn cắt đứt động tác của vương song, lại là một cột sáng năng lượng màu đen gào thét dết về phía vương song, ý đồ cắt đứt viên cầu ba màu mà vương song đang ngưng tụ. Cột sáng màu đen gào thét, để lại một vết tích màu đen nhàn nhạt trên không trung, nhưng khi cách vương song còn ba thước, tốc độ liền chậm dần, cho đến khi hoàn toàn dừng lại, không phải nó không muốn động đậy nữa mà là hình cầu ba màu trong hai tay vương sông tản mát ra áp lực khủng bố càng tiếp cận càng nặng nề nếu có người có thể tiếp cận viên cầu ba màu này sẽ phát hiện áp lực không gian chung quanh viên cầu này rốt cuộc cường hãng đến mức nào bách luyện tinh cương đều sẽ bị ép thành phấn đùng vương sông nhẹ nhàng dùng một ngón tay bắn lên cột sáng trước mắt nhất thời cột sáng màu đen vỡ ra từng đạo khe nứt trong nháy mắt cả đạo thủy tinh trùng sáng màu đen đều hoàn toàn vỡ vụn ra. Đi! Khẽ quát một tiếng, viên cầu ba màu trong hai tay vương chậm rãi xẹt qua không gian bay về phía zombie nhất giai đối diện. Con zombie nhất giai này nhìn thấy công kích của mình không có hiệu quả, mà công kích của vương song lại bay về phía mình, liền muốn tránh né. Trực giác của nó nói cho nó biết một kích này tuyệt đối không thể chống cự, nhưng khi nó muốn né tránh thì phát hiện thân thể mình không cách nào lui về phía sau, không gian chung quanh đều trở nên vô cùng nặng nề mỗi một tấc đều điên cuồng đè ép thân thể nó làm cho con zombie nhất giai này không cách nào chạy thoát rào con zombie nhất giai này điên cuồng đánh không gian chung quanh muốn đánh vỡ không gian phong tỏa không gian chung quanh lung lay sắp đổ hầu như là bị lực lượng khủng bố của con zombie này chấn nát nhưng con zombie này không kịp cao hứng bởi vì viên cầu ba màu đã đến rồi ầm uhm. mắt thấy không cách nào tránh né trên người con zombie nhất giai này hiện lên một tia sáng màu đen, nắm tay của nó trong nháy mắt biến thành một màu vô cùng đen, một quyền nặng nề đánh về phía viên cầu ba màu, muốn đánh hủy viên cầu nhỏ nhắn này nhưng lại vô cùng kinh khủng. Một đạo nổ vang trung trời, lấy con zombie này làm trung tâm, một đạo sóng xung kích khủng bố hướng về bốn phía lần nữa quét ngang. Tuy rằng so ra kém hơn uy lực của tên lửa, nhưng lại thuộc về lực lượng của con người. Sóng xung kích này xuất hiện, tâm niệm vương song khẽ động, phía trước binh lính xuất hiện một vách không khí trong suốt ngăn cản dư âm quét ngang qua đám người thu ảnh đồng đều có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại muốn thấy rõ kết cục của zombie nhất giai kia thu ảnh đồng hiểu rõ uy lực của một kích này của vương song tuy rằng hình thái khác biệt nhưng khí tức ẩn chứa bởi của lực lượng kia lại không hề thay đổi chút nào ba loại năng lượng khác nhau dung hợp biến thành một kích như bây giờ chính là một kích như vậy trực tiếp đánh chết thủy xà nhất giai kia vương song lạnh nhạt nhìn về phía trước. Trong cảm ứng của hắn, theo một kích này bộc phát, khí tức của con zombie nhất giai này vẻn vẹn kiên trì không tới 10 giây, giống như là rơi xuống vách núi, mất tung tích. Khói bụi tản đi, tất cả mọi người đều nhìn lại lần nữa, làm sao còn bóng dáng của zombie nhất giai kia, chỉ có hỗn độn khắp nơi. Cảm thụ được cổ năng lượng hầu như vô tận xuất hiện trong thân thể, trên mặt vương song lộ ra một tia hưng phấn khó có thể che giấu, đánh chết sinh vật nhất giai quả nhiên là con đường nhanh nhất để mình thăng cấp năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong cơ thể chúng, căn bản không phải sinh vật cấp 9 có thể sánh ngang. Tất cả mọi người đều nhìn khí thế trên người vương song điên cùng tăng trưởng, trong nháy mắt ngắn ngủi cũng đã từ cuối cấp 9 đến cửu chính đỉnh phong, hầu như muốn vượt qua cấp 9. Nhưng ngay trong ánh mắt chờ mong hưng phấn của mọi người, khí thế trên người vương song sau khi tăng lên hầu như vượt qua cấp 9 liền đột nhiên dừng lại, không còn một chút biến động nào nữa. Ách, à, đây là đánh chết zombie nhất giai kia mà đột phá nhưng vẫn còn cấp 9. Tất cả mọi người đều là nhìn nhau, không rõ này mơ hồ vượt qua cấp 9 lại không hoàn toàn vượt qua cấp 9 là có ý gì. Xem ra, thành chủ muốn thăng cấp, năng lượng cần thiết vượt xa tưởng tượng của chúng ta, chung quy vẫn còn kém một chút. Bây giờ còn bị mắc kẹt ở cửa, không thể ra vào. Đàm Long trầm tư một chút, cười khổ nói. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại đánh chết một đầu zombie nhất dai nữa sao? trầm phong cười khổ nói xoẹt ánh mắt vương sông mãnh liệt mở ra một đạo thiểm điện dài ba tấc xuất hiện trong mắt hắn mãnh liệt bắn về phía xa vương sông chậm rãi dừng lại bên cạnh mọi người nghe được giọng nói của thẩm phong cười nói cho dù đánh chết thêm một đầu nữa đối với ta mà nói thì có gì khó khăn a à, không nghĩ tới con zombie này bị ta đánh chết ngược lại có không ít đồ tốt vương sông đột nhiên nhìn về phía nơi zombie nhất dai biến mất trong miệng phát ra một đạo thanh âm kinh ngạc, lóe lên một cái rồi đi tới nơi con zombie này bị đánh chết. Một cây vàng kim phiêu phù ở phía trên, còn có một quyển sách màu đen, hai kiện vật phẩm được một tay vương song tiếp nhận, nhất thời thông tin về hai kiện vật phẩm phản chiếu vào trong đầu mình. Vật phẩm đặc biệt, lúa mạch vàng. Tác dụng, linh cốc, một tháng mới chín, không cần quan tâm đến mùa, khí hậu, địa hình và các yếu tố khác. Cung cấp một lượng lớn nguyên khí cho tiến hóa giả đồng thời cải thiện tố chất cơ thể, có tác dụng cố bản bồi nguyên. Dùng lâu dài thậm chí có thể thúc đẩy sự tiến hóa của cơ thể con người. Sản lượng, một mẫu có thể thu hoạch 1.000 cân lúa mì vàng. Vương song hưng phấn không thôi, hiện giờ chính là mùa xuân, hắn vốn đã cân nhắc về việc trồng cây trồng gì, dù sao lương thực của bọn họ tuy rằng nhiều, nhưng lại vô nguyên chi thủy, sẽ ăn sạch, chỗ ở phải nhanh chóng trồng ngũ cốc, hắn một mực tự hỏi muốn trồng cái gì hiện tại nhận được gốc lúa mạch màu vàng này lại giải quyết được vấn đề nan giải của hắn. Chẳng những không để ý đến thời tiết, địa hình, càng là một loại linh cốc, có thể cung cấp đại lượng nguyên khí. Nếu như hắn trồng đại lượng xuống, người sống sót dưới trướng hắn có thể giải quyết vấn đề lương thực, còn có thể không ngừng tăng lên tố chất thân thể của bọn họ, thậm chí có cơ hội có thể trở thành một tiếng hóa giả. Thật sự là buồn ngủ thì có người đến tặng gối đầu. Trong lòng vương song có chút hưng phấn nghĩ đến. Vương Song lại nhìn về phía một vật phẩm khác, đây là một kỹ năng thuộc tính ám, tên là ám dạ chi sát, ngưng tụ hắc ám chi lực, hình thành tuyệt sát chi nhận làm cho người ta khó lòng phòng bị, kỹ năng này càng thích hợp với thích khách. Ngược lại tiểu tuyết lại rất thích hợp với năng lực này. Trong lòng Vương Song nghĩ đến tô tiểu tuyết. Năng lực của tô tiểu tuyết là năng lực mị hoặc, có thể nói là tô đắc kỹ cổ đại, cố nhiên có thể dùng năng lực này của mình ảnh hưởng đến những người khác, nhưng nàng lại thiếu một ít thủ đoạn chân chính có thể dùng để tiến công. Ám dạ chi sát này giao cho tô tiểu tuyết, ngược lại là thích hợp. Những người khác cũng đều nhìn qua, vương song cất sách màu đen lại, nói một chút tác dụng của lúa mạch cho mọi người, nhất thời khiến bọn họ nhao nhao kinh hô. Được rồi, hiện tại còn chưa phải là thời điểm buông lỏng, tuy rằng zombie đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, nhưng mà còn có hơn 10 vạn zombie còn sống, cần phải giải quyết toàn bộ bọn họ, toàn bộ thành phố Giang Nam mới xem như được thu phục. Vương Song thản nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người đều nghiêm mặt, nhìn về phía bầy zombie xa xa tiếp tục chạy tới nơi này, binh lính phía sau cũng đều rõ ràng nhìn thấy bóng dáng zombie này, đều nắm chặt vũ khí trong tay. 500 thước, 300 thước, 200 thước. Khoảng cách càng ngày càng gần, tiếng gầm đặc thù của zombie lại vang vọng từng tất không gian nơi này, lít nha lít nhít đánh về phía binh lính. Vết. Đánh. 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 Cộc cộc cộc. Không biết ai phát ra câu đầu tiên, mưa súng cùng hỏa lực đồng thời xuất hiện đầy trời, rơi vào trong thi quần, xuyên qua thân thể từng con zombie. Trên bầu trời, trực thăng vũ trang còn lại cũng điên cuồng nổ súng, hỏa thần pháo không ngừng phun ra hỏa lực cường hãn và dây ngắm mũi đã đánh chết hơn trăm con zombie. Xe tăng, xe bọc thép, xe tên lửa cũng không chút lưu tình, một phát đạn pháo rơi vào trong thi đàn, một pháo là có thể thu vào tính mạng trăm con zombie. Một ít zombie đặc thù còn lại vừa xuất hiện đã bị đám người viên doanh, Lưu Hâm, Trầm Phong ngăn lại, cùng nhau chém giết, làm chúng không cách nào tiến hành tàn sát binh lính bình thường. Ngẫu nhiên còn có một ít zombie ma pháp, chúng vừa mới xuất đầu, máy bay, đạn pháo trên xe tăng đã nhắm ngay chúng, một ít thần xạ thủ trong quân cũng không chút lưu tình đưa từng viên đạn xuyên giáp vào trong cơ thể chúng. Nhìn zombie còn lại dưới công kích của mọi người lung lay sắp đổ toàn bộ thành phố Giang Nam thu phục trong tầm nhìn, nhưng trong lòng Vương Song lại trào ra một cổ bất an nhàn nhạt, hắn luôn cảm giác không thích hợp. Tuy rằng trong hành động lần này bọn họ cũng có một ít tổn thất, thậm chí còn xuất hiện từng đầu zombie nhất dai, nhưng tổng thể mà nói bọn họ vẫn quá thuận lợi, điều này làm cho đàm long thôi diễn cùng trực giác cường hãn của Vương Song cảm thấy có chút không phù hợp. Chẳng lẽ còn có một số tên cường hãn gia chưa xuất hiện? Trong lòng Vương Song lẩm bẩm. Đột nhiên, một đạo cảm giác kỳ dị xuất hiện, trong lòng Vương Song rùng mình, ngẩng đầu nhìn về phía cuối cùng của thi đàn. Thi đàn còn lại tựa như tiếp nhận được tin tức gì đó, ai nấy đều chủ động tách ra, để lại một con đường lớn cho một người. Một bóng dáng thoạt nhìn tựa như dáng vẻ người thường từ phía sau thi đàn chậm rãi đi ra, bước chân của nó rất chậm, nhưng mỗi một bước bước ra đều là khoảng cách mấy thước. Mưa súng và đạn pháo đầy trời khi đến gần đối phương tựa như bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở. Không cách nào tiến thêm một bước nữa. Đạo thân ảnh này chậm rãi đi tới, trong nháy mắt lại càng vượt qua thi đàn đứng ở phía trước. Thu báo quốc thấy thế, vẻ mặt ngưng trọng làm cho mọi người cũng tạm dừng công kích, bày ra trận hình phòng ngự. Tất cả mọi người đang chém giết với đông đảo zombie đặc thù cũng đều dừng động tác trong tay lần nữa, những zombie đặc thù này cũng không có tiếp tục công kích, mà là lui về phía sau thân ảnh đột nhiên xuất hiện này, sắc mặt kính sợ nhìn đối phương. Đây là gì? sắc mặt tất cả mọi người đều ngưng trọng vô cùng nghi hoặc nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ là zombie vương giả nhưng thoạt nhìn không giống bạch tiểu thắng lẩm bẩm nhưng nhìn khí thế này xem ra lại là một con zombie nhất dai thu ảnh đồng đang nghe truyện trên tv audio cv lẩm bẩm nói nói xong hung hăng liếc mắt nhìn trầm phong một cái bị cái mỏ quạ đen này nói trúng lại thật sự xuất hiện từng đầu zombie nhất dai không Tất cả mọi người đều không lo lắng gì, có vương sông ở đây, từng con zombie nhất dai còn không cách nào làm nên sóng to gió lớn gì đó, zombie nhất dai vừa bị chém chết chính là chứng cứ tốt nhất. Nhưng cũng có một số người lại không nghĩ như vậy, trong lòng đàm long dâng lên một cổ sóng lớn ngập trời, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn con zombie này. Dị nhân Lại là biến dị giả Trong lòng đàm long xuất hiện một tia sợ hãi, rốt cuộc biết lấy thiên thư để thôi diễn, vì sao trước sau lại cảm thấy một chút bất an trong thành phố giang nam lại sinh ra một biến dị giả dị nhân là gì sao mặt thế công xiền tồn tại trong ghen nhân loại tựa như biến mất có người không cách nào thừa nhận loại thay đổi này trở thành zombie số ít người thì tiến hóa thành tiến hóa giả nhưng lại có người cực kỳ hiếm thấy như vậy không cách nào tiếp nhận loại thay đổi này nhưng cũng không có trở thành zombie mà là tiến hóa theo một hướng hoàn toàn khác Loại tiến hóa này khiến cho năng lực của bọn họ vô cùng kỳ quặc, năng lực cũng có mạnh có yếu, thậm chí giống như một người bình thường, thậm chí sức mạnh có thể vượt qua zombie vương giả. Lúc ấy Vương Song vừa mới tiến vào thành phố Giang Nam tìm kiếm thân nhân cũng gặp phải một dị giả bán thành phẩm, thiếu chút nữa đã bị giết chết. Tuy rằng có một phần nguyên nhân là do thực lực của Vương Song không mạnh, nhưng thực lực của biến dị giả kia cũng có thể thấy được. Hiện tại, không nghĩ tới bọn họ lại gặp phải một biến dị giả còn là biến dị giả nhất dai. Bọn họ đều đã chứng kiến sự cường đại của zombie nhất dai, nhưng nếu có lựa chọn, Vương Song Tình nguyện chống lại hai con zombie nhất dai, cũng không muốn chống lại một dị giả nhất dai. Biến dị giả nhất dai này mặc một bộ quần áo bình thường màu trắng, xem ra cũng không có mất đi thần trí, vẫn rất chú ý vẻ bề ngoài của mình, trên quần áo không có một chút nếp gấp cùng bụi bặm, nhìn qua cũng chỉ là bộ dạng của người trẻ tuổi hơn 20 tuổi làm cho người ta kỳ quái là cánh tay hắn giấu ở trong tay áo nhìn không thấy hai tay hắn lúc này dị giả nhất giai này chậm rãi nhìn về phía vương sông không để ý đến đông đảo tiến hóa giả ở một bên tựa như coi bọn họ như không khí cho dù là đối với thu ảnh đồng cũng là như thế ta là đao là tên hiện tại của ta biến dị giả này cười nhạt với vương sông miệng kinh người khiến đám người thu ảnh đồng vô cùng kinh hãi biến dị giả này biết nói chuyện ngươi, ngươi mà lại biết nói. Vương song cũng vô cùng giật mình. Nói gì kỳ quái thế ta từng là một nhân loại thuần khiết, tuy rằng hiện tại không tính là một người, nhưng ta vẫn có tư tưởng của con người. Biến dị giả này, không, là đau mở miệng nói, có thể nói chuyện vô cùng lạnh nhạt với mình. Nhưng, ta thật không ngờ các ngươi lại có thể đánh vào thành phố Giang Nam, điểm này ta không ngờ đến. Đao tiếp tục mở miệng, nhìn về phía vương sông, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc ngươi rất mạnh cho dù tên ngu xuẩn kia so với đẳng cấp của ngươi cao hơn cũng chết trong tay ngươi nếu như ngươi có thể thăng cấp lên nhất giai chỉ sợ cho dù là ta cũng sẽ không phải là đối thủ của ngươi nhưng thành phố giang nam là nhà của ta nơi này các ngươi không nên tới cứ như vậy mà bảo toàn cho tốt ta sẽ khống chế bọn họ không cho chúng nó đi ra ngoài làm loạn cuộc sống bình yên của mọi người không tốt hơn sao nói hết câu thần sắc đao có chút thất vọng đây là nơi nhân loại chúng ta sinh tồn, còn đồng bào của chúng ta nữa, làm sao có thể cho phép những dị chủng các ngươi tồn tại? Một tiến hóa giả bên cạnh thu ảnh đồng có chút kích động nói. Những người khác đều không nói gì, nhưng rõ ràng vô cùng ủng hộ quan điểm của hắn, địa bàn nhân loại ta vốn nên để cho nhân loại sinh tồn, lại bị zombie chiếm lĩnh, đồng bào của bọn họ còn đang chịu đủ uy hiếp của zombie này, bọn họ làm sao cho phép? Mặc dù chúng nó là zombie, nhưng cũng có tư tưởng của mình cũng cần sinh tồn, kỳ thật, bản tính bọn chúng không xấu, chỉ là một số hành vi có thể làm cho các ngươi không cách nào tiếp nhận mà thôi. Đao chậm rãi nói. Hừ, quả nhiên là bản tính zombie, không ngờ lại giải thích cho zombie, cho dù có thể nói chuyện, cũng nhưng chỉ là một con zombie cao cấp mà thôi. Lý Tân lạnh lùng mở miệng. Nhân loại ta chết trong tay những zombie này biết bao nhiêu, số lượng đếm đến trăm triệu, còn dám nói những zombie này có tư tưởng, cho dù là có, cũng là tư tưởng hủy diệt nhân loại. Nói hiên ngang lẫm liệt, trước mặt thế các ngươi tàn sát những động vật kia sao các ngươi không nghĩ như vậy, còn không phải đưa chúng bưng lên bàn ăn, cho các ngươi hưởng dụng sao. Hiện giờ cách làm của chúng nó có cái gì khác các ngươi, chỉ là chủng tộc không giống nhau mà thôi. Các ngươi có thể đối đãi với những động vật kia như vậy, hiện tại zombie trong miệng các ngươi cũng chỉ là lấp đầy bụng mà thôi, lại có lỗi gì? Đào thản nhiên phản bác. Cưỡng từ đoạt lý, quỷ biện, nhân loại chúng ta sao có thể so sánh với những súc vật kia. Tất cả mọi người đều nhao nhao trách cứ đau hồ ngôn loạn ngữ. Nhân loại, chính là dối trá như vậy, vĩnh viễn đều không thể đối mặt với hành vi của mình, vì sai lầm của mình có thể tìm ra vô số lý do, thậm chí có thể đảo ngược đen trắng, đây chính là nguyên nhân vì sao ta chán ghét nhân loại. Đau lắc đầu nhìn mọi người, trong mắt không có một chút biểu tình, tựa như nhìn người chết. Mặc kệ các ngươi có nguyên nhân gì, các ngươi đánh vào, quấy nhiễu yên tĩnh của chúng ta, nếu bây giờ rời đi thì ta có thể không để ý hành vi lúc trước của các ngươi." Đao tựa như nghĩ tới cái gì đó, chậm rãi nói với Vương Song, hắn cũng nhìn ra Vương Song là thủ lĩnh của bọn họ, chỉ cần Vương Song đồng ý rút lui, những người khác khẳng định sẽ không nói gì. "Nằm mơ đi." Vương Hổ lạnh lùng trách móc một tiếng. "Chúng ta hao phí lực lượng như thế, tổn thất đại lượng binh lính, vũ khí, sắp thu phục được thành phố Giang Nam." Ngươi muốn chúng ta rút lui, vọng tưởng. Lưu Hâm cười lạnh nói. Nơi này chúng ta nhiều người như vậy, cho dù ngươi là zombie nhất dai thì như thế nào, ngăn cản chúng ta thu phục thành phố Giang Nam, cũng chỉ có một con đường chết. Không biết lượng sức. Nghe mọi người nói, trên mặt đao lộ ra một tia biểu tình không biết là thất vọng hay thống khổ, chỉ có sắc mặt đàm long biến đổi, rõ ràng nam tử trước mắt không phải là zombie nhất dai, mà là biến dị giả nhất dai. Vương Song từ đầu đến cuối đều không nói gì, vẫn cẩn thận nhìn chăm chú vào biến dị giả nhất dai trước mắt. Nghe được lời nói của nam tử tên là Đao, hắn rốt cục cũng mở miệng. Đao, ta không biết vì sao ngươi gọi cái tên này, nhưng nếu ngươi còn có thể lưu lại thần trí, không trở thành một zombie, chắc chắn nhận được kỳ ngộ. Nếu ngươi có một chút suy nghĩ của con người, ngươi nên hiểu rằng để chúng ta rút lui, điều này là không thể. Vương Song nhìn chầm chầm đối phương, một thân lực lượng điên cuồng bắt đầu khởi động trong cơ thể từ trên người của tên đao này hắn cảm nhận được một cổ khí tức tử vong mãnh liệt ta cho ngươi một lựa chọn ngươi rời đi ta sẽ không ngăn cản ngươi hoặc là ta sẽ cho ngươi thử một chút lực lượng hung hãn của biến dị giả chân chính là như thế nào thành phố giang nam là nơi thuộc về nhân loại quyết không cho phép bị zombie chiếm lĩnh mặc kệ ngươi có lý do gì xem ra các ngươi đã lựa chọn một điều mà ta không muốn nhìn thấy Đao có chút thất vọng, hai tay chậm rãi rút ra từ trong tay áo. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy cánh tay đao không phải là bộ dạng người thường, mà là vô cùng phẳng phiến, lóe ra quang mang màu kim loại, từ xa nhìn lại, thật giống như là hai nửa trường đao vậy. Một cổ thế có thể xé rách thiên địa từ hai cánh tay đao này truyền tới, lúc này, đám người vương song rốt cục hiểu được con biến dị giả này vì sao được gọi là đao. Đây là một đại địch sinh tử. Vương song cảm thụ được cổ đao thế kinh thiên động địa truyền đến từ cánh tay đối phương, trong lòng vô cùng chấn động. Nói cho các ngươi biết, lúc trước ta là truyền nhân duy nhất của phá nguyệt đao tông môn cổ võ, tuy rằng biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng vẫn không quên đao pháp. Đao nhàn nhạt nói, nhìn cánh tay mình, tựa như nhìn tình nhân của mình. Phá nguyệt đao chú trọng lực trảm thiên quân, trước nay chưa từng có, đặt sinh tử bên ngoài, không cần quá nhiều chiến thuật, cũng không cần rất nhiều chiêu, một chiêu phân thắng bại, tiếp được thì sống, tiếp không được thì chết. Toàn bộ lui về phía sau. Hai mắt vương song ngưng tụ, lạnh giọng nói, ngữ khí ngưng trọng nói không nên lời. Nghe đau lẩm bẩm, trong lòng vương song chưa từng thấy dâng lên một cổ coi trọng, thậm chí không chỉ coi trọng, còn có một tia sợ hãi không thể nhận ra. Không sai, chính là sợ hãi, vương song thật sự cảm nhận được một cổ khí tức tử vong trên người biến dị giả tên là đau này, hắn hiểu được một kích kế tiếp tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mọi người, cho dù là mình dốc hết toàn lực chỉ sợ cũng không thể tiếp nhận. Thành chủ Tiểu song Mọi người tựa như có chút hiểu được biến dị giả tên là đau trước mắt này không phải zombie nhất dai trong tưởng tượng của bọn họ, nhìn thấy vương song chưa từng ngưng trọng, nhất thời đều có chút lo lắng mở miệng nói. Lui về phía sau, lui càng xa càng tốt. Vương song lạnh lùng mở miệng, tay hơi vung lên, một vàng một đen hai đạo chùm ánh sáng rơi vào trong tay Lý Tân. Màu đen giao cho tô tiểu tuyết, kim sắc thì gieo xuống. Lý Tân biến sắc, làm sao lại có ý như bàn giao hậu sự. Ta không sao, hắn còn không giết được ta. Giọng nói của vương song vang lên bên tai mọi người, tựa như có chút dồn dập. Nhanh lùi ra phía sau, nếu không, một khi đối phương chính thức công kích, ta cũng không cách nào bảo vệ các ngươi. Mọi người nghe vậy, tuy rằng vẫn là vô cùng lo lắng nhưng đều là không ngừng lui về phía sau nhìn thấy tất cả mọi người đều lui rất xa đau cũng không có ngăn trở không biết là không thèm để ý hay là cái gì đợi đến khi những người khác đều lui rất xa mới cười nhạt với vương sông ngươi rất quan tâm thủ hạ của mình nhưng rất đáng tiếc ngươi sẽ chết đạo bất đồng bất tương vi mưu ai chết ai sống hiện tại nói còn quá sớm vương sông lạnh lùng nhìn đối phương năng lượng trong cơ thể đã toàn bộ tập hợp lại gió tựa như dần dần ngừng thổi, không khí cũng dần dần đình chỉ lưu động, một luồng cảm giác ngưng trệ xuất hiện ở trong không gian trước mặt hai người, trên người đao có một cổ đao thế dần dần xuất hiện, từ thu nhỏ, đến cường đại, cuối cùng thậm chí trở thành vòi rồng, điên cùng gầm thét, muốn xé rách thiên địa. Trước người hắn, mặt đất thậm chí trực tiếp nứt ra một vết nứt thật dài. Mà vương sông bên này cũng không kém chút nào, đất, nước, gió, hỏa bốn loại năng lượng điên cùng ngưng tụ, ở trước mặt hắn hình thành một quan trụ do bốn màu sắc đỏ, xanh, vàng, lam tạo thành. Quan trụ ước chừng dày một thước, dài khoảng 10 thước, từ xa nhìn lại giống như là một cái thông thiên tự trụ, một cổ thái sơn trấn áp thiên địa từ trên cột sáng bốn màu này xuất hiện làm cho đám người lý tân, thu ảnh đồng đều vô cùng hưng phấn. An Nguyên Dừng lại Ngay khi khí thế của hai người đều tích xúc đến đỉnh phong, muốn tiến hành một kích đỉnh phong, một giọng nói đột nhiên vang lên khiến tất cả mọi người bao gồm cả vương song không khỏi ngẩng đầu nhìn lại tiểu vũ tránh ra đau nhìn thấy bóng dáng này xuất hiện khí thế vốn chiến ý vô hạn mãnh liệt chậm lại xuất hiện một tia sơ hở nếu như vương song có thể thừa dịp này ra tay rất có thể sẽ đánh bại hắn nhưng vương song bọn họ đều không để ý đau đều là khiếp sợ nhìn bóng dáng xuất hiện ở phía sau đó là một nữ nhân hoặc nhìn rất dịu dàng tuy rằng không phải đặc biệt xinh đẹp nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác muốn che chở ở trong ngực. Nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến Vương Song khiếp sợ, hắn khiếp sợ nhất chính là nữ nhân này dưới sự thăm dò của hắn lại là một đầu zombie hoàn toàn. Không phải dị nhân, không phải tiến hóa giả mà là một con zombie triệt để, làm cho người ta kỳ quái chính là cô gái này lại không mất đi lý trí như zombie khác, cũng không có một vết thương nào, hoặc nhìn không khác gì người bình thường, nếu như không phải vương song tin tưởng vào mắt thăm dò của mình thì cũng sẽ nghĩ đối phương như người bình thường đây là thu ảnh đồng bọn họ tuy rằng cách rất xa thế nhưng cũng đều thấy được nữ tử này đều lộ ra một chút nghi hoặc không rõ thời điểm này sao lại chạy ra một nữ nhân tiểu vũ tránh ra đừng tới đây chờ ta giải quyết hắn ta sẽ trở về đao có chút vội vàng nói với nữ tử đang chạy tới giọng điệu rất là dồn dập a nguyên đừng đánh nữa nếu nhân loại đã muốn thu phục thành phố Giang Nam thì chúng ta rời đi đi. Thế giới lớn như vậy, chắc chắn sẽ có chỗ cho chúng ta dung thân. Nữ tử nhìn đao, trên mặt hiện lên một chút dịu dàng, nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới một con zombie lại biết nói chuyện. Khí thế cuồng bạo trên người Vương Song cũng dừng lại, sắc mặt ngạc nhiên nói. Im miệng, nàng không phải là zombie, không phải. Tựa như bị lời nói của Vương Song kích thích, trên mặt đao hiện lên một tia thống khổ khuôn mặt vốn có chút thanh tú vạn vẹo thành một đoàn, gào thét về phía vương song. Tiểu vũ, chúng ta không thể đi, nơi này là nhà của chúng ta. Một khi chúng ta rời đi, ngươi không bao giờ có thể trở thành người được nữa. Ánh mắt của đao có chút đỏ bừng, thấp giọng quát với tiểu vũ. Ngươi không cần sợ, ta sẽ không thua, phá nguyệt đao vừa ra, không ai có thể chống cự, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi trở thành người một lần nữa. Đao nói xong, vung tay lên, một cổ cuồng phong thổi qua đưa nữ tử này thổi ra phía sau. Đám người thu ảnh đồng ở phía sau nhìn thấy đau coi trọng cô gái này, trong mắt đều hiện lên một tia tinh quang, liếc mắt nhìn nhau. Thu ảnh đồng quay đầu thì thầm với một tiếng hóa giả cấp 9. Tiếng hóa giả này tên là Cao Tùng, là tiếng hóa giả hệ ảnh, am hiểu nhất chính là ám sát, năng lực ẩn nút tiềm ẩn có thể nói là đứng đầu, nếu như không có chuẩn bị cho dù là vương song trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không phát hiện ra cao tùng nghe được lời thu ảnh đồng nhìn nữ tử xa xa liếc mắt một cái rồi gật đầu bóng dáng lặng lẽ biến mất như vậy có thể sẽ chọc giận đối phương lý tân ở một bên nghe được lời của thu ảnh đồng có chút lo lắng mở miệng thật sự là người này cho bọn họ áp lực quá lớn bọn họ đều cảm thấy có chút nặng nề vốn đã không chết thì thôi còn quan tâm chọc giận đối phương làm gì thực lực của đối phương rất mạnh có thể nói là địch nhân mạnh nhất chúng ta gặp phải từ mặt thế tới nay cho dù tiểu song trắng ở phía trước, chúng ta cũng phải làm hai tay chuẩn bị. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, đây là một cơ hội để lật ngược thế cờ. Thu ảnh đồng thản nhiên nói, nàng vốn cũng không phải loại người làm động tác nhỏ sau lưng này, nhưng hành động lần này quá quan trọng, quyết không cho phép thất bại, mà hết lần này tới lần khác xuất hiện một dị giả cường hãng đến mức ngay cả nàng cũng cảm thấy có chút bất lực. Nàng mơ hồ cảm giác được cho dù là vương song cũng sẽ không phải là đối thủ của dị nhân này, nàng cũng chỉ có thể nghĩ ra phương pháp có chút đê tiện này. Tiếp ta một đao. Đao tựa như có chút vội vàng, muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, nhìn vương song, khí thế trên người lần nữa tăng vọt, nhưng cũng không có khí thế như trước, hai chân thẳng tắp đứng thẳng, tay phải lập tức bổ xuống, một cổ đao thế lam lam kinh người khóa chặt vương song, cho dù là vương song muốn tránh né cũng không thể tránh né. Nhưng vương song cũng không có ý định tránh né, nhìn một đạo đao khí dài tới 10 trượng bổ xuống, mặt đất đều vỡ vụn ra từng khe rảnh, ánh mắt ngưng tụ, trống to một tiếng. Tứ nguyên hợp nhất. Trấn cho ta. Bốn loại năng lượng trong cơ thể điên cuồng tràn vào trên tứ sắc quan trụ phía trước, quan trụ chiếm được năng lượng rót vào, lần nữa tăng vọt, ước chừng lớn hơn 10 trượng. Một đạo đao khí đủ để xé rách thiên địa còn một đạo là quan trụ có thể trấn áp thiên địa, hai đạo công kích vô cùng dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, ngang nhiên va chạm vào nhau. Đùng, một đạo âm thanh đủ để chấn rách lỗ tai vang lên, mặt đất từng mảnh vỡ vụn, các tòa nhà ở trước mặt bị cổ năng lượng phong bạo cường hãn đến hủy diệt toàn bộ, căn bản không có một chút lực chống cự, tựa như mảnh giấy bay lên. Sóng xung kích cường hãn quét ngang bốn phía, may mắn bọn người thu ảnh đồng đã rời đi rất xa, nếu không, đối mặt với một kích liên thủ của hai đại tuyệt thế cao thủ, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn hai đạo thân ảnh bị bao phủ trong lòng vô cùng khẩn trương, nữ tử đối diện tên là Tiểu Vũ cũng có chút khẩn trương nhìn phía trước, cũng không hề phát hiện một bóng thân thể đã dần dần tiếp cận nàng. ầm, uhm. Một đạo thân ảnh đột nhiên trực tiếp bay ngược ra, bước chừng lui lại mấy trăm thước, trên mặt đất vẽ ra một khe rảnh dài trăm thước. Mọi người vội vàng nhìn lại, hoảng sợ phát hiện đó lại là Vương Song. Phúc Vương Song chợt phun ra một nguồn máu tươi lớn, trước ngực hắn có một vết đau dài, từ bả vai đến bụng dưới, một đau này hầu như chém tới hắn, thậm chí mọi người mơ hồ còn có thể nhìn thấy nội tạng cùng xương cốt trong cơ thể vương song, máu tươi giống như đài phun nước không ngừng phun trào. tiểu song, thành chủ, mọi người thấy thế, sắc mặt vô cùng kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới thành chủ vô địch trong mắt đám người mình lại nhận thương thế thảm trọng như vậy, hầu như bị người chém thành hai nửa. cả đám đều tiến lên, muốn đỡ lấy vương song lại sợ tăng thêm thương thế của hắn, tiến thoái lưỡng nan ta ta không sao vương sông hít sâu một hơi cảm giác cổ họng mình như thiêu đốt thân thể tựa như đều đã không còn thuộc về mình nữa một cổ đau khí khủng bố ở trong cơ thể mình không ngừng phá hư thân thể của mình làm cho kỹ năng bất tử chi thân của mình trước sau không cách nào phát huy ra tác dụng vương sông cố nén nổi thống cổ đau thấu tim này từ trong trữ vật giới lấy ra một trái cây sinh mệnh không chút do dự nuốt vào nhất thời một cổ sinh mệnh lực lượng khổng lồ đến cực điểm hiện ra không ngừng chữa trị thương thế trong cơ thể vương song. Dưới sự chữa trị của cổ sinh mệnh năng lượng này, máu tươi trên người vương song ngừng phun ra, miệng vết thương, mầm thịt không ngừng nhúc nhích, dùng một loại tốc độ kinh người sinh trưởng, nhưng thời gian hô hấp, hầu như làm cho vết đau trên người vương song nhỏ đi một nửa. Đùng! Đùng! Lại là một đạo tiếng bước chân xuất hiện, tất cả mọi người đều vội vàng nhìn lại, thân thể đau xuất hiện trước mặt bọn họ, trên người cũng máu tươi đầm đìa, thậm chí một cánh tay trong đó đều bị một kích của vương song đánh nát, nhưng thoạt nhìn còn có thể đi lại, chỉ là sắc mặt có chút tái nhật. Ngươi được lắm. Đao nhìn vương song, trong mắt không che giấu được sự bội phục. Có thể dựa vào thực lực cấp chính mà có thể liều mạng với ta như vậy, ngươi là người đầu tiên. Nếu như ngươi có thể bước vào nhất giai, ta chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng rất đáng tiếc, hôm nay ngươi vẫn là phải chết. Đao có chút lạnh lùng nói, tay phải vươn ra, muốn bổ ra một đao kinh thiên động địa lần nữa. Vương song biến sắc, muốn dung hợp ra bốn loại năng lượng lần nữa, nhưng vừa mới vận chuyển, trong cơ thể truyền đến một luồng thống cổ như xé rách thân thể. Dừng tay. Thu ảnh đồng mãnh liệt ngăn ở trước người vương song, nhìn đao, lạnh lùng nói. Nếu ngươi không muốn để cho nữ nhân này chết, hãy dừng tay lại. Nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng kinh hô, nữ tử tên là tiểu vũ kia bị một bóng thân ảnh khống chế nhanh chóng chạy về phía thu ảnh đồng tiểu vũ đau kinh hô một tiếng sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn các ngươi là nhân loại đê tiện các ngươi dám động một sợi lông của tiểu vũ ta tuyệt đối sẽ giết hết các ngươi vừa dứt lời thân ảnh của hắn mãnh liệt chạy về phía cái bóng kia muốn cứu tiểu vũ ra vốn với thực lực của hắn không đến mức không cách nào phát hiện động tác của cao tùng nhưng hắn lại dùng tất cả lực chú ý tập trung vào trận quyết đấu với vương song mới nhất thời không nhìn thấy bị cao tùng chui vào một khoảng trống. Vương song nhướng mày, nhìn thoáng qua thu ảnh đồng, không nói gì, một kích vừa rồi hắn đã rõ ràng nhận ra trên lệch giữa hai bên, không đột phá tới nhất giai, hắn sẽ không phải là đối thủ của đao này. Bởi vậy, hắn cũng không quan tâm thu ảnh đồng sử dụng loại thủ đoạn này, miễn cưỡng vận chuyển năng lượng trong cơ thể, vương song bắn điện ra, ngăn ở phía trước đao tránh ra cho ta. Đao thoạt nhìn rất phẫn nộ, nhìn thấy vương song ngăn cản, một đao bổ xuống như có thể bổ ra một ngọn núi nhỏ. Hai tay vương song liên tục huy động bày ra tầng phòng ngự ở trước người, càng triệu hoán ra hắc hùng khải giáp của mình, miễn cưỡng ngăn cản một đao này. May mắn một đao kia cũng không phải toàn lực công kích, nếu như vẫn giống như một đao trước đó, vương song chỉ sợ lại bị trọng thương. Cũng bởi vì vương song ngăn cản, Cao Tùng thành công trở về bên cạnh thu ảnh đồng đao dừng tay cho ta không muốn nữ nhân này chết thì mau dừng tay lại thu ảnh đồng đặt tay lên đầu nữ tử này nhìn đau có chút điên cuồng lạnh lùng nói nàng biến tên biến dị giả này rất coi trọng người nữ nhân này tuy rằng không biết quan hệ của bọn họ nhưng lại hiểu được muốn chế phục tên đau này nữ nhân này mới là mấu chốt nhìn thấy tiểu vũ rơi vào trong tay thu ảnh đồng đau tuy rằng tức giận phát cuồng nhưng vẫn miễn cưỡng ngăn chặn phẫn nộ trong lòng mình nhìn vương song giọng nói trầm thấp giống như đến từ u minh địa ngục thả tiểu vũ ra ta có thể coi tất cả những gì các ngươi làm lúc trước đều như không có gì tất cả các ngươi đều rời khỏi thành phố giang nam nếu các ngươi không đồng ý chẳng những thủ lĩnh của các ngươi sẽ chết mà các ngươi cũng phải chết toàn bộ ta rất tò mò ngươi cùng con zombie này không nữ tử này có quan hệ gì một zombie một dị nhân thoạt nhìn càng giống tình nhân chuyện này thật hiếm thấy sắc mặt vương song có chút tái nhợt vừa rồi bị thương quá mức nghiêm trọng cho dù nuốt trái cây sinh mệnh thì trong thời gian ngắn cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục các ngươi không cần bức bách a à nguyên ta nói là được tuy rằng nữ tử bị thu ảnh đồng cưỡng ép nhưng cũng không lộ ra sợ hãi nhìn trên mặt đao phẫn nộ cùng vội vàng nhưng cũng hiện lên sự ôn nhu trong lời tự thuật của nữ tử đám người vương song mới hiểu được thì ra tên này là đao ngày trước khi mặt thế tên là chu nguyên là truyền nhân duy nhất của phá nguyệt đao tông, nghe có vẻ trâu bò. Trên thực tế khi đó tông môn cũng chỉ là một tông về cường thân kiện thể, luận về lực sát thương chỉ sợ còn không bằng một bộ đội đặc chủng. Nhưng sau mặt thế, Chu Nguyên không trở thành một tiếng hóa giả mà trở thành một dị nhân, một đôi cánh tay biến thành một đôi trường đao, người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ có thể làm bạn với zombie. Nhưng Chu Nguyên cũng bởi vậy mà đạt được lực lượng mà người thường khó có thể tưởng tượng, một đôi đao cánh tay tung hoành thành phố giang nam bất luận là zombie hay là tiến hóa giả đều không có sinh vật gì có thể ngăn cản phá nguyệt đao thật sự có bi lực phá nguyệt bởi vậy cũng khiến cho chu nguyên không gọi mình là chu nguyên nữa mà là xưng hô là đao nhưng điều này căn bản không cách nào làm hắn vui vẻ bởi vì nữ tử thanh mai trúc mã của hắn quách vũ trở thành một con zombie đương nhiên là một đầu zombie kỳ quái không có mất đi thần trí nhưng lại giống như zombie khác cần phải lấy máu thịt của người sống mà sống. Chu Nguyên tìm được nàng, tuy rằng có thể gặp lại rất vui vẻ nhưng dù sao trước đây Quách Vũ cũng là một nhân loại, nàng vẫn khát vọng có thể trở lại nơi sinh tồn của nhân loại mà không phải suốt ngày làm bạn với những zombie ngây ngô này. Chu Nguyên bởi vậy mới nghĩ hết mọi biện pháp muốn thay đổi thân phận zombie Quách Vũ, nhưng mặc cho dù hắn dùng võ lực nghịch thiên, cũng không cách nào thay đổi thân phận zombie của Quách Vũ nhưng có một lần, sau khi hắn đánh chết một tiếng hóa giả lại chiếm được một quyển sách cổ, mặt trên ghi lại một loại bí pháp có thể thay đổi huyết mạch. Bí pháp này, có chút huyết tinh, cần sinh mệnh của 18 tiếng hóa giả để hiến tế, mà đây không phải là trọng yếu nhất, 18 tiếng hóa giả, cả thành phố Giang Nam nhiều người như vậy, vẫn có thể tìm được, quan trọng nhất chính là cần vận khí của cả thành phố Giang Nam. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Vận khí vừa nói, hư vô mờ ảo xưa nay cũng chỉ có nhìn thấy trong sách vở thậm chí có sách cổ ghi lại người có vận khí được thiên hạ đại đế khai quốc của vương triều đại hán lưu bang vốn cũng chỉ là một ngũ trưởng mà thôi nghe nói cũng bởi vì đạt được vận khí từ đó hai phần thiên hạ sau đó lại đánh bại đệ nhất bá vương sáng lập ra đế quốc to lớn tỉnh đông sơn là một trong những trung tâm văn hóa của trung quốc từ thời cổ đại thậm chí sinh ra các vị thánh nhân trình độ văn hóa và giáo dục nằm trong top 3 của đất nước. Có 6 thành phố và thành phố Giang Nam chiếm 1 phần 3 nền kinh tế của tỉnh Đông Sơn là cốt lõi văn hóa, có thể được gọi là cốt lõi của toàn bộ tỉnh Đông Sơn, vì vậy vận khí cũng tập trung ở thành phố Giang Nam. Mà đạo bí pháp kia chính là cần hiến tế toàn bộ vận khí thành phố Giang Nam, chỉ cần thành công, liền có thể thay đổi huyết mạch quách vũ, làm cho nàng từ zombie trở thành một con người hoàn toàn. Nhưng đạo bí pháp này cũng cần một năm thời gian mới có thể hiến tế hoàn thành, hiện giờ còn kém nửa năm, cho nên, trước sau đao cũng không muốn rời khỏi thành phố Giang Nam. Sinh mệnh của 18 tiến hóa giả nhân loại ta Vận khí của thành phố Giang Nam Đây là muốn hủy hoại toàn bộ thành phố Giang Nam. Đàm Long nghe vậy, Kinh Hải nói Hắn có thiên thư nên hiểu được câu chuyện vận khí, hiện tại đừng nhìn chiến đấu của bọn họ mà làm cho thành phố Giang Nam bị hủy nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần cho bọn họ thời gian, vài năm đến mười mấy năm sau, thành phố Giang Nam muốn khôi phục phồn hoa như trước kia cũng không phải là vấn đề nan giải. Đây là bởi vì thành phố Giang Nam tồn tại vận khí, khí vận là căn bản, căn bản không mất đi, như vậy tất cả đều có cơ hội trở lại. Nếu như vận khí của thành phố Giang Nam bị đau hiến tế, như vậy, tương lai của thành phố Giang Nam tương đương với bị đoạn tuyệt, triệt để trở thành một tòa thành chết, chim bay không độ, vạn vật điêu linh, không có một chút tức giận. Cho dù thu phục được thì sau khi ở lại cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân người chết không ngừng mà không cách nào nuôi người sống. Đây chính là sự kinh khủng khi vận khí biến mất, nghe được Đàm Long giải thích, trong lòng đám người vương song hiện lên một tia sợ hãi, nhìn đau, trong mắt đều hiện lên một tia sát ý. Mục đích chủ yếu nhất của bọn họ chính là thu phục thành phố Giang Nam, nếu thật sự bị đau hiến tế toàn bộ vận khí thành phố Giang Nam, như vậy bọn họ thu phục thành phố Giang Nam còn có ý nghĩa gì, nó chỉ là một chỗ chết mà thôi đáng chết vô liêm sĩ tất cả mọi người đều kinh hãi hận không thể tác chết dị giả nhất dai trước mắt tiểu vũ ngươi làm sao đau không đúng trung nguyên có chút kinh sợ nói bị quách vũ nói ra như vậy bọn họ cho dù chết trận cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình tiếp tục ở lại thành phố giang nam hơn nữa quách vũ còn ở trong tay bọn họ vì tránh cho hắn hiến tế thành phố giang nam chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi độc thủ của bọn họ a nguyên đừng tiếp tục sai lầm nữa trở thành một con zombie có lẽ chính là số mạng của ta nếu vận mệnh đã như vậy thì ta cũng không yêu cầu xa vời sẽ được thay đổi vì ta mà có quá nhiều người chết thay vì để cho giang nam thành trở thành một tuyệt địa không bằng hy sinh một mình ta chết ở trong tay nhân loại trong lòng ta cũng dễ chịu một chút ít nhất cảm giác tội lỗi trong lòng ta sẽ giảm bớt một chút quách vũ nhẹ giọng nói trên mặt hiện lên một sự đau khổ a nguyên ngươi là một biến dị giả có được thực lực cường đại không nên tiếp tục vì ta ở lại nơi này hãy đi đến nơi khác đi về nơi mà ngươi thuộc về quách vũ nhẹ giọng mở miệng nói bọn họ đều là người tuy rằng hiện tại ta không còn là con người nhưng vẫn có ý nghĩ của con người giao thành phố giang nam cho bọn họ đi ta không thể sắc mặt chu nguyên vô cùng dữ tợn nhìn quách vũ có ta ở đây ai cũng không thể tổn thương ngươi nói xong nhìn vương song, sát ý khủng bố như xé rách thiên địa. Các ngươi đang muốn chết. Nếu ngươi dám lấy tiểu vũ uy hiếp ta, như vậy, cũng đừng trách ta. Đùng. Một đạo đao quang xuyên qua thiên địa xuất hiện, cả thành phố Giang Nam thậm chí đều có thể nhìn thấy đạo đao quang kinh thiên này. Nó xé rách vạn vật, tựa như cục kình thiên ầm ầm rơi xuống, ở trước mặt đạo đao quang này, không có bất kỳ người nào có thể chống cự, cũng không có bất kỳ lực lượng nào có thể chống cự phá nguyệt đao tông tuyệt học chí cao, phá nguyệt. Giết. Yes. Tuyệt học cao nhất phá nguyệt đao tông, lực công kích không thể địch lại, nhưng cũng có một khuyết điểm trí mạng, chính là một chiêu thiêu đốt linh hồn, sau một kích này thì chính mình cũng sẽ bởi vì một kích linh hồn này mà bị nghiền nát. Sắc mặt vương song đại biến, nhìn một đao xuyên qua thiên địa này, lại cũng không lo được cái gì, năng lượng trong cơ thể điên cùng vận chuyển, bốn loại năng lượng dưới sự liều mạng của hắn, lần nữa hình thành một cột sáng bốn màu không đúng, hắn đây là muốn hoàn toàn hiến tế toàn bộ vận khí thành phố Giang Nam. Đột nhiên, Đàm Long hét lớn một tiếng, trên tay kết ra từng đạo ấn ký phức tạp, từng trang sách tản ra ý vị thần bí xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, bắn ra một đạo quang mang rực rỡ, nổ tung ở phía trên thành phố Giang Nam. Nhất thời, mọi người khiếp sợ nhìn thấy từng đạo năng lượng vô hình không ngừng dưới một kích này của Chu Nguyên mà điên cuồng từ bốn phương tám hướng hội tụ trên người hắn. Theo từng đạo năng lượng ngưng tụ này, Tất cả mọi người đều mơ hồ cảm giác được một cổ bi thương thật lớn, tựa như Giang Nam thành biến mất thứ gì đó, toàn bộ thành thị dần dần mất đi một phần sinh cơ. Đây là vận khí của thành phố Giang Nam mà. Trong lòng mọi người hiện lên một tia minh ngộ. Hắn là muốn vận dụng võ lực nghịch thiên, mạnh mẽ ngưng tụ vận khí, vì Quách Vũ thay đổi huyết mạch, không thể để cho hắn thành công, nếu không, thành phố Giang Nam liền xong rồi. Sắc mặt Đàm Long đỏ bừng từng đạo năng lượng cường hãn ngưng tụ trên thiên thư, không ngừng công kích về phía Chu Nguyên, nhưng mục kích này của Chu Nguyên chính là một kích đồng quy vô tận, quy lực lớn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Công kích của hắn giống như là một hòn đá nhỏ, căn bản không cách nào nhấc lên một tia gợn sóng. Những người khác thấy thế, sắc mặt đều biến đổi, nhao nhao phát động công kích mạnh nhất của mình, ý đồ cắt đứt một kích kinh thiên động thiên của Chu Nguyên. Thu ảnh đồng không hề động thủ, sắc mặt biến đổi, nhìn nữ tử trước mắt, lạnh như băng nói. Quách Vũ đúng không, thành phố Giang Nam không thể hủy trong tay Chu Nguyên, nếu hắn nhất định phải làm ngược lại, như vậy cũng đừng trách ta tâm hung ác, vì thành phố Giang Nam ta chỉ có thể hy sinh ngươi. Sắc mặt Quách Vũ tối sầm lại, biết Thu Ảnh đồng động sát khí, nhưng hiện tại trong lòng nàng không có một chút oán hận nào, chỉ là nhìn Chu Nguyên, trong lòng hiện lên một tia đau khổ. A à Nguyên, ngươi tội gì phải khổ như thế chứ, sau một kích này bất luận thành công hay không ngươi đều phải chết vì ta nó đáng giá không thu ảnh đồng nhìn thấy quách vũ không nói gì động tác trên tay vừa động liền muốn kết thúc danh tính của nàng để cho bàn tính của chu nguyên trống rỗng nhưng nàng không nghĩ tới động tác của chu nguyên nhanh hơn tế chu nguyên quát lạnh một tiếng đưa tay chỉ về phía quách vũ nhất thời động tác trên tay thu ảnh đồng trực tiếp dừng lại như thế nào cũng không thể hạ xuống thân thể quách vũ tựa như bị khống chế trực tiếp lăng không bay lên, dần dần càng bay càng cao. Lưỡng nghi sinh tử, nghịch phản âm dương. Đạo đao quan khủng bố của Chu Nguyên mạnh mẽ bổ xuống, vô số số mệnh chi lực bị cưỡng ép hấp dẫn tới, tiếp được số mệnh chi lực của thành phố Giang Nam, một kích này uy lực của hắn đã vượt qua nhất giai. Hắn là muốn chém giết chúng ta, mượn lực lượng của chúng ta để giúp hắn hoàn thành hiến tế. Đàm Long gào thét. Giết. Vương song hít sâu một hơi, lúc này đây, không chỉ là bốn loại năng lượng, tinh thần lực, cốt khải lực, lực lượng của hắc hùng khải giáp, nhục thân chi lực, phàm là lực lượng hắn có thể vận dụng đều không hề giữ lại mà dung nhập vào trong tứ sắc quan trụ phía trước. Vốn ổn định bốn loại sức mạnh bị những lực lượng khác tràn vào giống như một thùng thuốc súng bị đốt cháy, bột phát ra một cổ lực lượng ba động vượt qua gấp 10 lần trước đó. tầm uhm. Vương song đẩy cổ lực lượng này điên cùng bay lên phía trên, trước khi cổ lực lượng nổ tung này xa xa đã đẩy mọi người bên cạnh ra ta sẽ trở lại. Chờ ta. Vừa dứt lời, trên bầu trời tựa như xuất hiện một đạo thái dương, hai đạo lực lượng gần như vượt qua nhất dai va chạm nhau, mọi người thậm chí không nghe được bất kỳ âm thanh nào, tựa như âm thanh đều không thể truyền ra ngoài, chỉ cảm giác được trên không trung một đạo sóng xung kích không cách nào hình dung đang quét ngang bốn phía. Từng đóa mây trắng hoàn toàn bị đánh tan. Thu ảnh đồng lần nữa biến thân, một tiếng phượng minh, một hư ảnh phượng hoàn toàn thân đỏ rực xuất hiện trước mặt mọi người, ngăn cản không nhiều dư ba. Nhưng lúc này, mọi người đều không có ai có tâm tình để ý những thứ này, đều ngơ ngác nhìn vương song đẩy của lực lượng khủng bố kia biến mất ở trong Thái Dương. Lời nói cuối cùng của vương song bọn họ vẫn nghe được, nhưng bọn họ không thể tin được, thành chủ thiên chi thành tung hoành vô địch, cứ như vậy biến mất. Vì ngăn trở một kích kinh thiên kia mà không tiếc bột phát ra lực lượng vượt xa khả năng của bản thân đợi đến khi luồng chấn động kinh thiên kia biến mất, mọi người mới vội vàng nhìn lại, trên bầu trời nào còn thân ảnh của vương song nữa, chỉ có thân ảnh của Chu Nguyên, lúc này, cũng lẳng lặng đứng giữa không trung, ngay ngốc nhìn về phía trước. Tiểu song Lý Tân giận dữ gầm lên, đôi mắt đỏ bừng. Thành chủ Những người khác cũng biến sắc, không thể tin vương song cứ như vậy mà thất bại, thậm chí ngay cả tính mệnh cũng không còn. Đi chết đi. Nhìn thấy Chu Nguyên, Lý Tân bộc phát ra sát cơ trùng thiên, quan hệ của hắn và Vương Song là tốt nhất, mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng hơn cả thân huynh đệ, bây giờ Vương Song gặp nạn, ý niệm đầu tiên trong đầu hắn chính là báo thù cho Vương Song, không thèm cân nhắc thực lực chênh lệch giữa hai bên nữa. Dừng tay. Chờ chút. Đột nhiên, Đàm Long lập tức ngăn trước người hắn, ngăn động tác của hắn. Cút ngay. Trong mắt Lý Tân lóe lên sát ý, bây giờ Vương Song gặp nạn, hắn còn dám ngăn cản mình dưới sự phẫn nộ không chút quan tâm thực lực của đàm long lý đoàn trưởng trước tiên không nên gấp gáp thành chủ là người mưu tính sâu xa làm sao lại chết được chứ chúng ta ai cũng có thể chết nhưng thành chủ đại nhân không thể nào xảy ra chuyện đàm long trầm giọng mở miệng nói chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lời nói trước đó của thành chủ sao bảo chúng ta chờ hắn không chết hiện tại người cũng không còn nữa mà ngươi còn nói cho ta biết hắn vẫn chưa chết Lý Tân không thèm tin tưởng, bây giờ người cũng đã biến mất, còn chưa chết thì người ở đâu chứ, còn có thể hư không tiêu thất sao? Những người khác trầm mặt gật đầu, rõ ràng cũng có suy nghĩ với Lý Tân, một số người đã bắt đầu tính toán, bây giờ Vương Song chết đi, thiên chi thành quần long vô thủ, chỉ sợ quyền lợi biến động, bọn họ đều phải cẩn thận suy tư tương lai của mình. A, à, đây là cái gì? Đột nhiên, không trung chậm rãi rơi xuống một vật, thu ảnh đồng mắt sắc, lắc mình một cái, tiến lên tiếp nhận nhất thời phát hiện đây là rối gỗ lúc chém giết zombie vương kia lúc ấy vương xong cũng không có nói đây là cái gì bây giờ lại xuất hiện trong lòng nàng cảm thấy có chút kỳ quái đây không phải là rối gỗ xuất hiện sau khi chém giết con zombie vương giả kia sao sao lại đột nhiên xuất hiện vậy đặng mai cũng nhìn thấy con rối gỗ này hơi kinh ngạc mở miệng có chút nghi hoặc nhưng mà tại sao rối gỗ này lại bị hỏng chứ tất cả mọi người nhìn lại phát hiện con rối màu đen trong tay thu ảnh đồng nứt ra một vết nứt ánh mắt đàm long chớp động trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị hai tay kết xuất một ấn ký một tia sáng màu trắng rơi vào trên đó thế tử một ngẫu đàm long nghẹn ngào mở miệng hai mắt trận rất lớn dường như không thể tin được lập tức vẽ mặt cuồng hỉ ha 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 thành chủ không sao cả thành chủ không có việc gì những người khác bị lời nói của đàm long làm cho hồ đồ Nhớ mày nhìn Đàm Long, không rõ ràng cho lắm. "Đàm Long, rốt cuộc là sao? Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói." Lý Tân nhớ mày, âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn thấy dáng vẻ của mọi người, Đàm Long cũng thu liễm ý cười trên mặt, cầm lấy con rối gỗ nhìn bọn hắn khẽ thở dài. "Thành chủ không hổ là thành chủ, thậm chí ngay cả đồ vật này cũng có, khó trách thành chủ lại điên cuồng như vậy." có thế tử một ngẫu bất luận là tình thế nguy hiểm nào cũng có thể biến nguy thành an ách thần kỳ như vậy sao mọi người hiếu kỳ chấn kinh thế tử một ngẫu lợi hại như vậy sao thế tử một ngẫu là gì chính là trong tình huống nguy cấp sẽ thay thế chủ nhân chết đi bảo vệ tính mạng của chủ nhân Đàm Long giải thích nói vậy sao không thấy Tiểu Song đâu Lý Tân lại tiếp tục hỏi Đàm Long không hề cảm thấy ngoài ý muốn cười khổ nói tuy nhiên thế tử một ngẫu này có công năng thần kỳ như thế nhưng cũng có một đặc điểm chính là sau khi chết sẽ sinh ra một không gian chi lực cường đại chủ nhân sẽ chuyển dời đến địa phương khác có thể ở bên ngoài mấy dặm cũng có khả năng ở ngoài trăm dặm thậm chí ngàn dặm cũng không thể xác định cũng là vì sự an toàn của chủ nhân xem ra thành chủ bị luồn không gian chi lực này dời đi rồi nhưng mà ta tin tưởng dựa vào thực lực của thành chủ nhất định sẽ trở về nghe thấy lời giải thích của đàm long Tất cả mọi người giật mình, tâm trạng đang bi thương phẫn nộ trở nên bình ổn lại, Vương Song không chết đối với bọn hắn mà nói đã là tin tức lớn nhất rồi, ngay cả một vài người trong lòng nảy sinh ý nghĩ khác cũng đã lập tức thu hồi. Mặc dù tạm thời Vương Song không ở đây, nhưng ta sẽ giúp hắn coi chừng Thiên Chi Thành, một ngày có ta ở đây, Thiên Chi Thành sẽ không loạn. Thu Ảnh Đồng đi lên phía trước, nhìn mọi người, lạnh lùng mở miệng. Bây giờ Vương Song không ở đây, nàng chính là cường giả đệ nhất thiên chi thành, lời của nàng đương nhiên có quyền uy cực đại. đám người lý tân cùng gật đầu, bọn họ đều là những người kiên định ủng hộ vương song. nếu vương song tạm thời không có mặt, bọn họ nhất định phải cho hắn bảo vệ tốt phần gia nghiệp này. mà thành phố giang nam này là tất cả của bọn họ, bọn họ cùng nhìn về phía bầu trời. gia hỏa này, thu ảnh đồng nhíu mày nhìn nàng cảm thấy trạng thái của chu nguyên có chút kỳ quái, thân thể dường như trở nên mờ mịt. hai Hắn chết rồi. Đàm Long nhìn một lúc lâu, lắc đầu, thấp giọng nói. Chết. Đám người thất kinh, vừa rồi uy thế của Chu Nguyên Kinh Thiên Động Địa như vậy, thậm chí ngay cả Vương Song cũng tử vong một lần, nhưng bây giờ Đàm Long nói cho bọn hắn biết Chu Nguyên đã chết, bọn họ sao không kinh ngạc được chứ? Vốn dĩ người tử vong không chết, xem ra người không chết lại chết rồi. Điều này cũng không tránh khỏi quá mức châm chọc rồi. Chu Nguyên sử dụng chiêu đồng quy vu tận muốn dựa vào một trảm này giết chết thành chủ, dựa vào lực lượng của hắn để cưỡng ép hiến tế thành tế giang nam nhưng mà một chiêu tự sát này của thành chủ đã ngăn chặn một kích này của đối phương. Bởi vậy dẫn đến kế hoạch này của hắn hoàn toàn thất bại. Linh hồn hắn đã phá toái, hiện tại chỉ dựa vào chút ý chí cuối cùng mà chèo chống thôi. Đàm Long chậm rãi mở miệng nói. Trên bầu trời, thân ảnh Quách Vũ chậm rãi hạ xuống, vẫn luôn hạ xuống bên cạnh Chu Nguyên, cảm nhận được khí tức của Chu Nguyên dần biến mất trên mặt quách vũ hiện lên vẻ bi thương cùng cực đáng không dường như cảm nhận được lời nỉ non của quách vũ trong mắt chu nguyên lóe lên vẻ không cam lòng một thanh âm vô cùng yếu ớt xuất hiện ta không cam tâm không có thành lời còn chưa dứt thân thể hắn hoàn toàn vỡ tung không có mưa máu bay lả tả mà là trở thành tro tàn vẫy xuống một luồng năng lượng kinh khủng trực tiếp xuyên qua hư không vô tận, không biết hướng tới nơi nào. Có một luồng sáng ống ánh xuất hiện giữa không trung, dần dần lộ ra bộ dáng của nó, là một thanh loan nguyệt trường đao, dài ba thước, toàn thân trắng như tuyết, một phần minh nguyệt giống như thiên nhiên, tản ra khí tức thanh u, sắc bén. Nếu ngươi đã đi rồi, ta ở lại thế gian này có ích lợi gì? Quách vũ tự lẩm bẩm, nhìn loan nguyệt trường đao bên cạnh, trên mặt lộ ra ý cười dịu dàng. Cây đao này nhìn rất đẹp, hẳn là dấu vết cuối cùng ngươi lưu ở thế giới này. Ngươi thích đao nhất, đao của ngươi nhiễm máu tươi của vô số người, nhưng lại chưa từng chạm tới ta. Hôm nay, để cây đao này lần đầu tiên nhiễm phải máu của ta đi. A à, Nguyên, chờ ta. Phục. Quách Vũ cầm lấy thanh Loan Nguyệt Trường đao này, trực tiếp xuyên qua thiên linh của mình, máu tươi phun ra, hai bóng người đồng thời rơi xuống đất. Tất cả mọi người nhìn một màn này thật lâu không nói gì cực tại tình, chết bởi tình. Cần gì chứ? Đàm Long nhìn thi thể quách vũ, thở dài một câu, không biết đang nói chung cùng đáng tiếc hay là si tình đáng tiếc. Lúc mọi người ở đây đang cảm thấy đáng tiếc, máu tươi nhiễm trường đau lúc này cũng hơi hơi rung động, máu tươi trên đó biến mất, dường như bị hút vào trong đau. Cây đau này hấp thu máu của nữ nhân này ư. Đàm Long giật mình, hai tay liên tục huy động, từng đạo từng đạo năng lượng trong tay hắn xuất hiện rơi vào trên trường đao, kết thành một ấn ký kỳ quái nhất thời khiến thành trường đao này đang run run dừng lại chuyện gì thế này mọi người lần nữa nhìn về phía đàm long bọn họ cũng cảm thấy bản thân giống như một học sinh tiểu học không biết gì không ngừng hỏi thăm lão sư đàm long cười khổ một tiếng chu nguyên chết đi thực ra cũng không phải là bản thân hắn chết đi mà bởi vì thành chủ cho nên sau khi hắn chết năng lượng sẽ bị thành chủ hấp thu nhưng mà không nghĩ tới vậy mà lại tuôn ra một thanh trường đao Đẳng cấp của cây đao này ta cũng không nhìn ra được Chắc là vượt qua cấp 9 Nhưng mà dường như hấp thu máu tươi của nữ tử này Phát sinh một loại dị biến nào đó Muốn sinh ra linh trí Một khi sinh ra linh trí Sẽ trở nên không dễ khống chế Ta tạm thời ngăn chặn nó sinh ra linh trí Chờ đến khi thành chủ trở về thành dị biến trường đao này Cũng sẽ trở thành binh khí tiện ít nhất của hắn Mọi người nghe vậy có chút giật mình nhìn thanh trường đao này Bảo vật vượt qua nhất dai nhưng mà cho tới bây giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy. Nếu như bọn họ có thể có được, chẳng phải là chiến lực có thể tăng vọt một khoảng lớn sao. Nhưng mà cho dù bọn hắn có thèm khác, cũng không dám qua đánh chủ ý lên thanh binh khí này, đây chính là thứ mà Vương Song dùng mệnh đổi lấy, ai dám nghĩ, đừng nói Lý Tân Thu ảnh đồng sẽ không bỏ qua cho hắn, mà một khi Vương Song trở về bọn họ sẽ khó thoát khỏi cái chết. Thu ảnh đồng rút thanh đao từ trên đầu nữ tử ra, lau sạch sẽ, nhàn nhạt mở miệng nói chui vũ khí này tạm thời do ta bảo quản chờ vương xong trở lại ta đích thân giao cho hắn như vậy là tốt nhất những người khác cũng đồng ý đặt ở chỗ thu ảnh đồng bọn họ tin tưởng không ai có thể cưỡng ép chiếm lấy thanh đao này từ trong tay của thu ảnh đồng bây giờ tất cả trở ngại đã giải quyết toàn bộ còn lại những con zombie này mau chóng giải quyết đi thành phố giang nam cũng nên trở về trong tay nhân loại rồi tất cả mọi người nhìn đám thi quần lẻ tẻ đằng xa trong mắt lóe lên một vòng sát cơ. Bảy ngày sau, toàn bộ thành phố Giang Nam không còn một con zombie còn sống, vô số thi thể zombie đều bị thu tập, vận chuyển về trong bách thảo viên của Thiên Chi Thành, bị lục ma đằng cùng sinh mệnh chi thu xem như chất dinh dưỡng. Bên trong bách thảo viên, lục ma đằng không ngừng hấp thu từng luồng năng lượng trong thi thể zombie, đã phát triển thô to như thùng nước, trưởng khoảng chừng trăm mét, trên thân thể không ngừng lóe ra một tia sáng lục sắc, mỗi lần hấp thu thi thể một con zombie, thân thể nó sẽ giảm nhỏ một chút chủ nhân trên thân thể lục ma đằng mơ hồ truyền đến từng thanh âm non nớt nhưng mà lóe lên một cái rồi biến mất tiếp tục hấp thu thi thể zombie mà quả sinh mệnh bảy màu của sinh mệnh chi thụ dưới sự tưới tiêu của thi thể zombie qua thời gian dần biến thành màu đỏ mà đám người triệu hân thái hiểu vương diễm biết tin tức vương song biến mất ban đầu bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi sau đó nghe được chỉ là bị không gian chuyển di đến nơi khác mới khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mà trong lòng luôn cảm thấy lo lắng. Cô Tiểu Tuyết cũng giành được sách kỹ năng mà Vương Song lưu lại, ám dạ chi sát, sau khi biết được Vương Song biến mất, không ngừng nhờ Đặng Mai dẫn theo nàng nỗ lực giết zombie để nâng cao thực lực của bản thân. Mặc dù đám người triệu hân, Thái Hiểu biết Vương Song sẽ trở về, nhưng trong lòng cũng rất lo lắng, lần này là mất tích, cũng chưa chết, nhưng không thể cam đoan mỗi lần đều vô sự, lỡ như Vương Song thật sự gặp chuyện gì ngoài ý muốn, những nữ nhân phụ thuộc vào vương song làm sao để sinh tồn đây. Cho nên, đám nữ nhân triệu hân, thái hiểu đều nảy sinh tính toán, đánh chủ ý đến các đại đoàn trưởng dưới trước vương song, bọn họ đều là tay cầm trọng binh, còn có lượng lớn tiếng hóa giả, nếu như có thể lôi kéo, đối với các nàng mà nói, đây chính là sự giúp đỡ to lớn. Nhất thời, thiên chi thành bởi vì sự biến mất của vương song mà trở nên có chút gió dục mây vần, thế lực khắp nơi đều tâm tư dị biệt, có mưu tính riêng, cộng thêm thành phố Giang Nam bị thu phục, đây là một miếng bánh ngọt vô cùng lớn, mỗi người đều giành được miếng bánh lớn nhất. Nhưng mà đối với đám người thu ảnh đồng, Lý Tân, Chu Ảnh, Chương Nghiệp đã khống chế được tình hình như trước đây nhưng vẫn luôn có cảm giác không hài hòa lắm. Trong rừng cây tĩnh mịch, một bóng người không ngừng đi về phía nơi xa, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vượt xa mấy chục mét, không phải Vương Song là thì ai, lúc này, Vương Song vẽ mặt phiền muộn đi về phía trước, hắn cũng không biết đây là nơi nào mà giống như vô tận, đi xa như vậy mà vẫn chưa ra khỏi. Vừa mới bắt đầu hắn muốn lợi dụng huyền lân xí của mình để bay lên không trung, kết quả, khi đang bay đến 50 mét thì lại bay không nổi nữa, trên bầu trời giống như là có một kết giới vô hình vậy, cấm bay lên những chỗ cao hơn. Độ cao 50 mét ở trong vùng rừng rậm này còn không cao bằng độ cao của cây cuối, vương Song bất đắc dĩ, cho dù bây giờ hắn có thực lực nhất giai đối với rừng cây vô tận này, cũng hết đường xoay sở một loạt tinh thần lực giống như được thực chất hóa từ vương sông trong đầu dọc theo người ra ngoài, không ngừng thăm dò xung quanh trong vòng trăm mét. Trong khu rừng rậm rộng lớn có phần quái dị này, hắn đã nhìn thấy không ít biến dị thú, mỗi một con đều vô cùng đáng sợ, biến dị thú cấp chính đều có thể ngẫu nhiên nhìn thấy. Thậm chí chính vương sông cũng giết chết mười mấy con biến dị thú, biến dị thỏ, biến dị sói, biến dị heo rừng. Gần như lấp đầy những chứa đồ của hắn có điều lúc vương song chém giết biến dị thú dường như kinh động một số bá chủ trong rừng rậm thu hút ba con biến dị thú nhất dai một con biến dị sư tử cơ thể to lớn một con biến dị sói toàn thân huyết hồng còn có một con tinh tinh cao đến một trượng ba con biến dị thú giống như viễn cổ hung thú khí thế khủng bố vừa xuất hiện vương song lập tức vội vàng chạy khỏi mặc dù đơn độc đối đầu với biến dị thú nhất dai hắn không có gì sợ thậm chí còn có lòng tin giết chết nó nhưng mà có trời mới biết trong khu rừng rậm cổ quái này rốt cuộc có bao nhiêu biến dị thú nhất giai bây giờ xuất hiện ba con biến dị thú nhất giai nói chừng sẽ biến dị thú càng kinh khủng hơn mục đích bây giờ của vương song là nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này chứ không phải cùng những biến dị thú thực lực mạnh mẽ này chém giết tinh thần lực của vương song giống như thủy ngân rò rỉ vậy không ngừng thăm dò cảnh vật xung quanh đề phòng bản thân bị biến dị thú bao vây một ngày trước hắn rơi vào tình cảnh bị một đám biến dị sói bao vây, đám biến dị sói kia khoảng chừng trăm con, mỗi con đều là biến dị thú cấp 7, Lan Vương cầm đầu là biến dị thú nhất giai. Vương song bị bọn sói này vây quanh, liều mạng già giết một nửa bầy sói mới thoát ra được, bị con Lan Vương kia truy sát cả nửa ngày mới thoát khỏi. Cho nên, bây giờ Vương song vô cùng cẩn thận, sợ gặp lại biến dị thú nhất giai. Nếu có người có thể đọc được suy nghĩ trong đầu vương song, sẽ phát hiện trong đầu vương song từng loạt tinh thần lực màu trắng không ngừng phiêu dạt trên không trung, giống như một con sông lớn, đây đều là tinh thần lực thực chất hóa của vương sông, đột phá đến 100, tinh thần lực của hắn đã vượt qua tốc độ. Mang đến không chỉ là tinh thần lực thực chất hóa, mà còn là ý chí mạnh mẽ và quyết tâm. Xa xa, vương sông đang đi trong rừng cây tiếng, nhẹ nhàng đi qua, cố gắng yên lặng không một tiếng động, loại bỏ dấu vết mà mình để lại, đề phòng bị những con biến dị thú được gọi là bậc thầy truy đuổi tìm tới, mặc dù không sợ, nhưng lỡ như thu hút số lượng lớn biến dị thú một, bản thân sẽ thật sự lâm nguy. a à. Vương song đang đi, đột nhiên tinh thần lực của hắn phát giác được một luồng khí tức kỳ quái, luồng khí tức này tựa như là biến dị thú, nhưng mà giống như không ổn định, một chốc thì trở thành nhất giai, một chốc lại hạ xuống đến cấp 9, y hệt như gợn sóng không ngừng chập trùng. Vương song cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ phía trước là một con biến dị thú cấp chính đang đột phá lên nhất dai nghĩ tới đây trong lòng vương sông vô cùng tò mò dù sao cũng đi vài ngày cũng không đi ra khỏi đây được sự sốt ruột đi ra ngoài của vương sông cũng lạnh nhạt có tình huống thú vị như vậy xuất hiện trước mặt vương sông sao có thể bỏ qua qua được thân ảnh di chuyển không có mang theo bất kỳ động tĩnh gì giống như bóng ma bay về phía trước càng tiếp cận khí tức của vương sông khí tức càng bị che giấu Hắn biết trong khu rừng rậm cổ quái này có các loại biến dị thú kỳ quái, một khi mình không cẩn thận tiết lộ khí tức, chỉ sợ cũng sẽ kinh động con biến dị thú này. Khiến cho bản thân bại lộ ở nơi đông đảo biến dị thú nhất giai tấn công. Đây là Biến dị hổ nhất giai. Vương Song nhìn xuyên bụi cỏ cao cao, thấp thoáng thấy một con hổ cả người có ngọn lửa đỏ rực vây quanh nằm sấp trên mặt đất, trên thân thể nó có từng vết thương kinh khủng, có vết cào, có vết răng cắn xé trong mơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng con biến dị hổ này. Chính vì những vết thương chằng chịt này, khi thế trên người của con biến dị hổ này trở nên không ổn định, lúc này là nhất giai, lúc sau biến thành cấp 9, Vương Song hiểu rõ, đây là bị thương quá mức nghiêm trọng, là nguyên nhân dẫn đến khí thế con biến dị hổ này giảm xuống, nếu như không có người giúp nó. Đoán chừng thương thế trên người nó lại không ngừng giảm xuống, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ánh mắt Vương Song lóe lên, nhìn con biến dị hổ kia, nhất thời tin tức liên quan đến con biến dị hổ kia đều rơi vào trong đầu của hắn biến dị thú xích diễm hổ do hổ bình thường biến dị mà thành đẳng cấp nhất dai kỹ năng liệt diễm hổ khiếu tự do khống chế hỏa diễm một tiếng hổ gầm có thể hình thành biển lửa nóng trực khắp nơi đốt cháy hết tất cả trạng thái trọng thương sắp chết đánh giá vương giả trong rừng một tiếng hổ gầm bách thú thần phục tốc độ nhanh như chớp nhìn thấy tin tức của con biến dị thú này trong mắt vương song lóe lên tia kỳ dị một con biến dị thú nhất giai trọng thương đây chính thời cơ ngàn năm có một bản thân có được thuần thú phù văn có thể thuần phục biến dị thú có điều biến dị thú bình thường thì mình khinh thường không thuần phục đây chẳng qua là do uổng phí danh ngạch của mình mà biến dị thú nhất giai mới chính là mục đích của mình có điều muốn muốn thuần phục biến dị thú nhất giai xác suất này quá nhỏ Lần trước may vì nhờ Phạm Ninh Ninh vận khí mới có thể thu phục con long quy kia, bây giờ không có Phạm Ninh Ninh ở bên cạnh, phần trăm xác suất. Mặc dù lớn hơn nhiều so với trước đó, nhưng vẫn rất mạo hiểm. Lỡ như trong quá trình thuần phục đối phương kịch liệt phản kháng, sợ rằng sẽ dẫn tới biến dị thú càng khó lường hơn, trong lòng Vương Song suy tư, có điều bây giờ cơ hội này rất khó có được, con biến dị thú nhất giai này lại trọng thương, nếu như bản thân không nắm chặt cơ hội này chỉ sợ sau này sẽ không có nữa nghĩ tới đây, Vương Song không khỏi thêm cẩn thận, che giấu cẩn thận khí tức của mình, tiếp tục đi đến phía trước, 10m, 5m. Càng ngày càng gần, con xích diễm hổ này mặc dù bị thương, nhưng thân là biến dị thú tính cảnh giác vẫn còn, nó cảm giác được một nỗi nguy hiểm đang gần về phía mình, cố nén thương thế, mạnh mẽ đứng thẳng lên, một đôi mắt to như đồng linh nhìn xung quanh, móng vuốt không ngừng cào xuống mặt đất, bên trong miệng phát ra từng tiếng gầm âm u. Suốt Vương song nhìn thấy con xích diễm hổ này cảnh giác, lập tức không lại trì hoãn nữa, hai tay khô vẫy, tinh thần lực hình thành một cái lồng giam thép, trực tiếp giam nó ở trong đó, nếu như con xích diễm hổ này ở lúc mạnh nhất, một chiêu cũng đủ để phá vỡ, nhưng hiện tại bản thân nó đang bị trọng thương, cho dù có thể phá vỡ cái lồng giam này. Cũng phải cần một khoảng thời gian, mà điều vương song cần cũng chính là khoảng thời gian này. Trong lòng bàn tay vương song xuất hiện một đạo phù văn, mạnh mẽ đánh về xích diễm hổ, tốc độ cực nhanh, không cho con biến dị hổ bị thương này quá nhiều thời gian phản ứng. Thành công rồi sao? Trong lòng vương song có chút kích động, sau một lát, khiến hắn thất vọng, miệng con xích diễm này gầm lên giận dữ, một mảnh tử sắc hỏa diễm trực tiếp phun ra từ trong miệng nó, tinh thần lực hình thành lồng giam của vương song bị cổ này hỏa diễm thiêu đốt kêu lên đông đốt, biến mất với một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Gầm Miệng xích diễm hổ phát ra từng tiếng gào thét trầm thấp, nếu không phải cái lồng giam tinh thần lực này ngăn cản, bên trong chu vi ngàn mét cũng có thể nghe thấy được. Đến lúc đó, Vương Song sẽ thật sự rơi vào tình cảnh bốn bề vây khốn. Vương Song hít thở sâu một hơi, tiếp tục đánh ra từng đạo thuần thú phù văn, đánh tới trên người con xích diễm hổ này, trong nháy mắt, liên tiếp hơn 10 đạo phù văn tiến vào bên trong cơ thể con xích diễm hổ này. Sau một khắc, trong mắt con xích diễm hổ nhìn có chút điên cuồng này hiện lên một tia dịu dàng ngoan ngoãn, không tiếp tục phun hỏa diễm nữa mà chính là mở to đôi mắt hiền lành nhìn Vương Song, bộ dạng có chút đáng thương. Ha ha, thành công rồi. Vương Song hưng phấn vô cùng, không ngờ tới lần này lại thuận lợi như vậy, hắn cũng hiểu rõ nguyên nhân chủ yếu cũng là do con xích diễm hổ này bị thương nặng, nếu không thì đánh bại một con biến dị thú cùng cấp thì dễ dàng, nhưng muốn thuần phục một con biến dị thú cùng cấp dường như không có khả năng. Nhìn dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn của con xích diễm hổ này, vương sông tiện tay tiêu hủy lòng giam tinh thần lực của mình thực sự cho dù không tiêu hủy cái này lòng giam cũng đã thủng trăm ngàn lỗ chỉ cần con xích diễm hổ này tăng thêm sức là có thể triệt để đánh nát vương sông tiến lên sờ đầu của con xích diễm hổ hỏa diễm trên người nó thu vào ẩn vào trong thân thể cũng không đã thương được bản thân xem ra hỏa diễm phóng ra khi nãy là vì bảo vệ mình xích diễm hổ thân thiết nhìn vương sông dường như xem vương sông như người thân nhất của mình được vương song sờ đầu vẻ mặt hưởng thụ có điều bị thương quá nặng vừa rồi lại vì đột phá lòng giam tinh thần lực của vương song động đến vết thương khiến thương thế càng thêm nghiêm trọng thân thể nghiêng một cái trầm một tiếng ngã trên mặt đất một đôi mắt to ngập nước nhìn vương song vương song biến sắc biết vết thương của con xích diễm hổ quá mức nghiêm trọng nếu như không kịp chữa trị chỉ sợ sẽ lập tức chết ngay hắn thu phục con xích diễm hổ này cũng không phải vì có được một con biến dị thú nhất giai chết mà là muốn nó giúp đỡ cho mình sau này. Một quả trái cây sinh mệnh đổi một con biến dị thú nhất dai. Cuộc mua bán này giá trị phải cân nhắc. Vương song tâm lý không ngừng thiên nhân giao chiến, vết thương của con xích diễm hổ này mặc dù hắn tạm thời không có cách nào giải quyết, nhưng hắn còn một quả trái cây sinh mệnh cuối cùng, chỉ cần cho nó ăn vào, bất luận vết thương nghiêm trọng thế nào đều sẽ rất nhanh phục hồi như cũ. Có điều, đây chính là quả cuối cùng của hắn, cho con xích diễm hổ này ăn vào, sau này gặp phải nguy hiểm, xem như thật sự không có cách nào nào. Có điều rất nhanh, trong lòng vương song nhanh chóng có quyết định, cây trái cây sinh mệnh vẫn còn, chỉ cần có thi thể của zombie, vậy thì sẽ có không ngừng sinh ra trái cây sinh mệnh, mà biến dị thú nhất dai tồn tại cấp bậc vương giả như thế ở trong mạch thế, một khi từ bỏ, sau này có thể sẽ không còn cơ hội. Cho nên, vương song sau khi quyết định cấp tốc lấy ra quả trái cây sinh mệnh cuối cùng. Trực tiếp tách miệng xích Diễm Hổ ra, để nó nuốt xuống, xích Diễm Hổ mặc dù là biến dị thú, nhưng rõ ràng cảm nhận được loại sinh mệnh khí tức của trái cây sinh mệnh ẩn chứa mạnh mẽ bên trong. Loại năng lượng này có thể trị hết vết thương trên thân thể của mình. Bởi vậy không chống cự, ngoan ngoãn nuốt quả trái cây sinh mệnh này vào. Ầm. Uhm. Vừa mới nuốt quả trái cây sinh mệnh này vào, xích Diễm Hổ lập tức cảm nhận được một luồng sức sống mạnh mẽ di chuyển trong cơ thể, những nơi mà luồng năng lượng này đi qua, thương thế trên người đều tiêu biến mất, những vết cào và dấu răng nhọn mắt thường có thể thấy đều khôi phục nhanh chóng. Không đến một phút, xích diễm hổ cảm giác được vết thương của mình hoàn toàn khôi phục, không chỉ có như thế, năng lượng còn lại thậm chí đang không ngừng cường hóa thân thể mình, khiến cho khí tức nhất dai trên người nó ầm vang một tiếng, tăng thêm một cấp lần nữa. Vương song trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh tượng này, trái cây sinh mệnh có thể chữa trị thương tích của người, điều này hắn rất rõ, nhưng lại có thể tăng cấp, Chuyện này thì hắn thật sự không rõ lắm Vương song sử dụng phá vọng chi nhãn nhìn Nhất thời thông tin của con xích diễm hổ này biến đổi lần nữa Biến dị thú, xích diễm hổ Do hổ bình thường biến dị mà thành Đẳng cấp, cấp 11 Kỹ năng, liệt diễm hổ khiếu Tự do khống chế hỏa diễm Một tiếng hổ gầm Có thể hình thành biển lửa nóng rực Đốt cháy hết tất cả Trạng thái, tột cùng Đã nhận chủ Đánh giá, Vương giả trong rừng rậm, một tiếng hổ gầm, bách thú thần phục, tốc độ nhanh chớp. Thấy được thông tin của con biến dị thú này, sắc mặt Vương Song chấn động, lần đầu tiên biết được hóa ra trên nhất gia chính là cấp 11, vậy thì về sau nữa há chẳng phải là cấp 12, cấp 15, thẳng đến cấp 19. Đến cấp 20, vậy chẳng phải là chính là nhị giai rồi. Bây giờ, Vương Song rốt cuộc đã mơ hồ biết được cấp bậc phân chia nhất giai trở lên. Chủ nhân một âm thanh hơi non nớt vang lên trong đầu Vương Song, vẻ mặt Vương Song lập tức biến sắc, có chút ngạc nhiên nhìn con xích diễm hổ trước mắt, có chút không chắc chắn nói: "Ngươi đang gọi ta?" "Hì hì, chủ nhân ngốc quá, không phải ta thì là ai đây?" Trong ánh mắt của xích diễm hổ thoáng chốc mơ hồ có một nụ cười. "Ngươi biết nói chuyện." Vương Song lấy làm lạ, nhìn con xích diễm hổ mới vừa thu phục này từ trên xuống dưới. Sau khi đạt tới nhất giai bọn ta có thể khai mở linh trí, có thể nghe hiểu lời nói của loài người, có điều bọn ta tạm thời vẫn không thể mở miệng nói, chỉ có đạt tới nhị giai mới có thể mở miệng nói chuyện giống như loài người vậy. Bây giờ ta thông qua tinh thần trao đổi với chủ nhân. Xích Diễm Hổ giải thích với Vương Song. Vương Song bừng tỉnh, sau đó nhìn dáng vẻ uy phong lẫm liệt của con Xích Diễm Hổ này, dường như không còn yếu ớt như trước nữa, tò mò hỏi. Ngươi có tên không? ta không thể chứ gọi ngươi xích diễm hổ mãi chứ. Chủ nhân, ta không có tên, hay là ngươi đặt cho ta một cái tên đi. Xích diễm hổ hưng phấn mở miệng, thân là biến dị thú, mặc dù khai mở linh trí, nhưng chuyện đặt tên đối với bọn nó mà nói vẫn là quá khó khăn, hơn nữa bọn chúng mỗi ngày không phải ở bên trong rừng rậm tranh đấu thì chính là chém giết, nói không chừng ngày nào đó sẽ chết, cũng không cần tên. Chủ nhân đặt cho ngươi một cái tên, cứ gọi là tiểu hổ đi. Vương song ngay cả suy nghĩ cũng không thèm suy nghĩ, trực tiếp nói, nói xong còn cảm thấy mình hay ho, có chút dương dương tự đắc, cho là tài nghệ đặt tên của mình lại tiến bộ rồi. Nếu như bị đám người thu ảnh biết được, nhất định sẽ hộp máu ba, một con long quy nhất dai, kết quả bị hắn đặt tên là tiểu quy, bây giờ một con xích diễm hổ nhất dai, lại tên tiểu hổ, các nàng chắc chắn cũng muốn hỏi thử xem, có thể đặt hay thêm một chút hay không. Có điều xích diễm hổ không có ý nghĩ thế này, Nghe được lời của Vương Song vô cùng vui vẻ, không ngừng dùng cái đầu to như cối xay kia của nó cả vào thân thể Vương Song, Vương Song sờ cái đầu xù lông lớn kia, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Đúng rồi, là ai làm ngươi bị thương nghiêm trọng như vậy? Vương Song nhớ đến một chuyện, vội vàng mở miệng hỏi, biến dị thú nhất giai có thể là bá chủ số một của mặt thế, sao có thể bị thương thế nghiêm trọng như vậy? Trừ phi là mấy cao thủ cùng cấp cùng nhau liên thủ hoặc là là cường giả vượt xa đẳng cấp của mình đúng như vương song nghĩ vẻ mặt xích diễm hổ đầy căm hận mở miệng vết thương trên người ta là do ba con thú vương nhất giai liên thủ tạo thành một con sư vương nhất giai một con đại tinh tinh nhất giai còn có một con lang vương thực lực trong đám thú vương của ta vốn rất mạnh bọn chúng đấu một mình không phải là đối thủ của ta có điều ba con thú vương ghen tị lãnh địa của ta rộng lớn hơn bọn chúng nhiều liên thủ đánh lén ta kết quả ta bị đánh trọng thương gần chết nếu không phải chủ nhân cứu tiểu hổ, thì tiểu hổ thật sự chống đỡ không nổi nữa. Nghe vậy, ánh mắt Vương Song lạnh lẽo, tiểu hổ nói ba con thú vương kia không phải là ba con truy sát mình lúc ấy sao, thậm chí bản thân còn cùng Lang Vương trong đó giao thủ qua, thực lực của nó cực mạnh, tốc độ không cách nào tưởng tượng, nếu không phải mình còn có chút thủ đoạn, sợ rằng thật sẽ bị Lang Vương tóm được. Nếu như đã tìm thấy kẻ địch, vậy dễ rồi, chúng ta trả thù, giết chết từng con một. Vương Song mặt đầy sát khí mở miệng, giờ đây hắn có tiểu hổ làm người trợ giúp, hơn nữa tiểu hổ còn thăng lên một cấp, cộng thêm hắn, một người một thú liên thủ, hắn không tin vẫn không giết được một con thú vương. Không được, chủ nhân, đây là trận chiến thuộc về bọn ta, ngươi là loài người, không thể tham dự vào. Hôm nay thực lực của ta đột phá, tự mình cũng có thể báo thù, đoạt lại địa bàn của ta. Điều làm cho Vương Song kinh ngạc chính là tiểu hổ lại cự tuyệt đề nghị của mình chúng ta liên thủ có thể càng bảo đảm. Lỡ như bọn chúng lại nghĩ ra âm mưu gì, thì quá nguy hiểm cho ngươi. Vương song không tức giận, có chút lo âu mở miệng nói. Không được, trận chiến giữa bọn ta, vị ở nơi rừng sâu kia có thể không quan tâm, nếu như ngươi và ta liên thủ sợ rằng vị kia sẽ phát hiện, một khi phát hiện chủ nhân ngươi và ta liên thủ săn giết những nhất giai thú vương khác, chỉ sợ sẽ dẫn đến vị đang tồn tại kia đánh chết chủ nhân. Tiểu Hổ có chút lo lắng với lời mà Vương Song nói. Vương Song nghe vậy, trong lòng chấn động, thất thanh nói: "Chẳng lẽ còn có biến dị thú vượt qua nhất giai sao? Thậm chí ngay cả thú vương nhất giai cũng không cách nào chống cự." Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, Tiểu Hổ là thú vương cấp 11, nhưng ngay cả nó cũng kính sợ vị vị đang tồn tại trong rừng sâu kia, có thể tưởng tượng nó rất kinh khủng. Vương Song không hiểu, chưa qua tới nửa năm làm sao tốc độ tiến hóa của biến dị thú lại nhanh như vậy? Cho dù là không vượt qua nhất giai cũng không xê xích gì nhiều, ta có thể cảm nhận được loại khí tức đó, đối phương dường như đang ngủ say, cũng có thể là đang đột phá. Giọng nói nghiêm trọng của tiểu hổ vang lên trong đầu vương song. Khí tức của nó giống như một ngọn núi lửa đang ngủ đông, một khi chủ nhân ra tay săn giết thú vương, con biến dị thú kinh khủng đến mức tận cùng này chắc chắn sẽ ra tay. Nghe vậy, Vương Song đang nghe truyện trên TV audio CV hít một hơi lạnh, vui mừng vì lúc mình chém giết với thú vương không làm kinh động đến con biến dị thị vừa thần bí vừa kinh khủng này, xem ra chắc là là đối phương nhận ra được mình không sinh ra uy hiếp với nó mới bỏ qua cho mình đi, nếu không. Dựa vào thực lực kinh khủng của con biến dị thú này, một cái tác liền có thể đập chết mình. Nhị giai sinh vật rốt cuộc có kinh khủng đến mức nào, Vương Song không biết, nhưng cuối cùng Chu Nguyên trước xả thân một đao, mượn toàn bộ vận may của thành phố Giang Nam, đánh ra một đao mạnh nhất, mới mơ hồ có loại đột phá uy lực đột phá nhất dai, đối mặt với luồng sức mạnh này, cho dù Vương Song liều mạng cũng không cách nào ngăn cản. Nghĩ tới đây, Vương Song chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng. Xem ra, ta không có cách nào báo thù cùng ngươi, có điều ngươi muốn báo thù nhất định phải cẩn thận, đừng mắc bẫy của bọn chúng. Vương Song ân cần dặn dò đối phương, hắn cũng không muốn con biến dị thú nhất dai vừa mới thu phục này vì báo thù mà chết thảm yên tâm đi chủ nhân ta sẽ không để cho bọn chúng liên thủ nếu bọn chúng đánh lén ta ta cũng đánh lén bọn họ tìm từng con cho dù là vua thú vương nơi rừng sâu kia cũng không thể nào nói gì tiểu hổ tràn đầy lòng tin nói nơi này là ở đâu làm sao để đi ra ngoài vương song nghĩ tới vấn đề này vội vàng hỏi hắn thu phục xích diễm hổ là chuyện ngoài ý muốn mục đích chủ yếu vẫn là xuyên qua cánh rừng rậm này trở lại thế giới loài người giờ đây bị kẹt ở bên trong rừng rậm mấy ngày mặc dù không lo chuyện ăn uống nhưng mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy biến dị thú cũng là dường như cũng khiến hắn ngột ngạt muốn chết ta cũng không biết từ khi ra đời ta đã sinh sống ở nơi này cho tới bây giờ cũng chưa từng đi khỏi nơi này tiểu hổ lắc lắc cái đầu to lớn trong ánh mắt thoáng một tia mơ màng trong mắt vương sông lóe lên vẻ thất vọng chẳng lẽ mình còn phải bị kẹt lại trong khu rừng rậm đáng chết này sao? có điều tiểu hổ ngay sau đó lại nhớ tới điều gì, có chút không chắc chắn mở miệng. chủ nhân, hình như lúc ta nghe một số biến dị thú bàn luận bọn chúng nói gặp được người, rồi sau đó đã ăn sạch những người này rồi. người. ánh mắt vương sông sáng lên, có thể có người đi qua, chứng minh chắc chắn gần chỗ ở của loài người, không khỏi vội vàng hỏi ở đâu. tiểu hổ giơ móng vuốt chỉ bên trái của vương sông những biến dị thú kia hình như là từ hướng này tới, cụ thể ta cũng không biết. Được, tốt, có phương hướng là được rồi. Ta không tin đi hai ngày vẫn không đi ra được. Vương song không thèm để ý cười nói, mới vừa muốn rời khỏi, dừng bước lại, có chút nghi ngờ mở miệng hỏi. Tiểu hổ, sau khi ta đi làm sao mới tìm được ngươi? Tiểu hổ là một con biến dị thú nhất dai, ở mặt thế này chắc chắn là có sức chiến đấu vô cùng mạnh, khu rừng rậm này lớn như vậy, lỡ như sau khi hắn đi ra ngoài lúc trở lại không tìm được tiểu hổ, vậy hắn thu phục con biến dị thú nhất giai này thì có ích lợi gì? Yên tâm đi, chủ nhân, bất luận ngươi ở nơi nào, ta đều có thể cảm ứng được sự tồn tại của ngươi. Tiểu hổ nháy mắt, có chút đắc ý truyền âm. Chủ nhân, tinh thần lực của ngươi rất mạnh, hoàn toàn có thể ở cách khoảng cách rất xa truyền âm với tiểu hổ. Tiểu hổ báo thù xong sẽ đi tìm ngươi ngay. Nghe vậy vương song trong thử một chút, không mở miệng mà là vận dụng tinh thần lực của mình thông qua thuần thú phù văn truyền một tin tức qua. Tiểu hổ, ngươi ở đâu? Một khắc sau, rõ ràng cảm nhận được âm thanh của tiểu hổ. Chủ nhân, ta ở bên cạnh ngươi. Trên mặt vương song thoáng qua một nụ cười, hài lòng gật đầu một cái, nhìn tiểu hổ dặn dò mấy câu, sau đó chạy theo hướng mà tiểu hổ chỉ. Thấy vương song rời khỏi, tiểu hổ cũng trống lên mấy tiếng, có chút không nở nhìn bóng người vương song đi xa, chợt quay đầu chạy về phía nơi sâu trong, tốc độ cực nhanh, giống như sao rơi. Dọc đường, thấp hơn biến dị thú nhất giai cũng vì khí thế trên người tiểu hổ mà rung lẫy bẫy, cho dù cùng là đều là biến dị thú nhất giai tất cả đều là vô cùng cảnh giác, dẫu sao tiểu hổ không chỉ là biến dị hổ, vua của bách thú, còn thăng lên một cấp, thực lực lần nữa nâng cao, nhất giai biến dị thú như vậy e rằng đều không phải là đối thủ của nó. Chuyện về sau thì vương song không rõ lắm, hắn không ngừng đi trong rừng rậm, từng gốc đại thụ không ngừng bị vương song vượt qua, dọc đường lại gặp các loại biến dị thú, vương song không chém giết với những biến dị thú này, mà che giấu thân thể mình, tránh tất cả biến dị thú, biết bên trong rừng rậm còn có một con biến dị thú cực kỳ kinh khủng. Hắn nào dám phách lối, sợ bị đối phương để mắt tới, cho dù một con biến dị thú cấp 5 cấp 6 hắn cũng không muốn đánh chết, quả thực không còn cách nào tránh né, hắn dùng thủ lôi đình thủ đoạn chém chết, điên cùng chạy về phía trước. Có điều làm vương song cảm thấy có chút vui mừng là theo đường đi của hắn, cấp bậc biến dị thú xung quanh càng ngày càng thấp, thỉnh thoảng có thể thấy biến dị thú cấp 9, đến bây giờ cũng chỉ có biến dị thú cấp 5 cấp 6 biến dị thú, điều này đã chứng minh vương song đang đi ra khỏi rừng rậm, không còn lạc ở trong rừng rậm. Vương song tiếp tục đi ra ngoài, cấp bậc của biến dị thú tiếp tục hạ xuống, từ cấp 5 cấp 6, đến cấp 3 cấp 4, vương song đoán chừng thời gian mình đi chắc khoảng một ngày. Cho đến bây giờ, Biến dị thú cấp 3 cấp 4 vương song cũng không cảm nhận được, chỉ có thể cảm nhận ra được khí tức của một số giả thú hung mảnh cùng với một loại động vật ăn cỏ. Ta đây sắp ra ngoài được rồi sao? Vương song nhìn một con nai ở đằng xa, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Hắn cách con nai kia cũng chỉ có mười mấy thước, nhưng con nai kia dường như không phát hiện ra hắn vậy, yên tĩnh ăn một ít cỏ dại trên mặt đất. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, dãy núi đại hưng cũng không phải là vùng đất lành gì, cho dù là tiến hóa giả đại nhân cũng không biết bỏ mạng ở trong đó bao nhiêu biết rồi dãy núi đại hưng kinh cũng người nào mà không biết đây chính là hang ổ của biến dị thú đích vô số biến dị thú sinh sống trong đó chúng ta cũng chỉ có thể ở phía ngoài nhất đánh một chút gió thu để cho chúng ta đi sâu vào thì thật sự chúng ta cũng không có năng lực này đều do thanh long ban đáng chết để cho những người bình thường như chúng ta tới dãy núi đại hưng săn thú không phải là để cho chúng ta chịu chết sao mỗi lần đều chết mấy người kết quả là đổi lấy mấy con mồi đáng thương kia. Nhỏ giọng một chút, có thể bọn họ ở phía sau giám sát đó, bị bọn họ nghe được chúng ta sẽ thê thảm cho xem. Hai, thật không biết lần này lại sẽ chết bao nhiêu người nữa. Vương song nghe mơ hồ nghe thấy giọng nói từ phía xa xa, vẻ mặt mừng như điên, hắn chịu trăm ngàn cây đắng, cuối cùng cũng đi ra được, có điều nghe lời của bọn họ nói đây là dãy núi đại hưng, hắn trong phút chốc đã đến nghĩ tới đây là nơi nào rồi. Dãy núi đại hưng, nằm ở phía đông bắc của Hoa Quốc, là dãy núi lớn nhất tỉnh Đông Bắc, chiếm diện tích trăm mét vuông, vô số cây cối, giả thú, các loại kỳ trân dị thảo đều ở trong đó, có thể gọi là một tòa thiên nhiên bảo khố, mặc thế hàng năm trước đó đều có nhiều du khách biến mất ở dãy núi Đại Hưng. Nó không chỉ có chiếm nguồn tài nguyên gỗ lớn nhất tỉnh Đông Bắc, còn là khu rừng rậm lớn nhất Hoa Quốc, có tác dụng quan trọng không gì sánh nổi với toàn bộ hệ thống sinh thái vương sông không ngờ rằng mình bị thế tử một ngẫu tiến hành không gian chuyển di vậy mà chuyển dời đến tỉnh đông bắc cách tỉnh đông sơn ngàn dặm hắn dần dần nhớ ra thành phố nằm gần dãy núi đại Hưng nhất hình như là thành phố thiên thủy lúc đó vô tình nhìn thấy trên bản đồ chẳng lẽ thành phố thiên thủy bị thu phục rồi bóng người vương sông ẩn nấp trong bóng tối không có vội xuất hiện trong đầu nhanh chóng suy nghĩ từ lén trộn nghe tin tức đến suy đoán những người này hẳn là bị một thế lực nào đó ép tiến vào dãy núi đại hương này mà thế lực này hình như tên là Thanh Long Bang, xem ra như vậy, gần đây hẳn là có địa bàn của loài người. Rất có thể chính là thành phố Thiên Thủy. Thành phố Thiên Thủy chẳng qua chỉ là một thành phố cấp 2, lại thêm tỉnh Đông Bắc bây giờ dân số suy giảm nghiêm trọng, số lượng dân số càng thêm thưa thớt, đoán chừng toàn bộ thành phố Thiên Thủy mạc thế trước đó có thể có dân số 500.000 người. Bỏ đi, bây giờ nơi này đoán chừng khoảng cách thành phố Giang Nam cả ngàn dặm, muốn quay về lập tức cũng không được, Tình hình người sống sót ở đây cũng đoán không ra, vẫn là đừng quá lộ liễu. Vương Song nghĩ một hồi, quyết định dùng thân phận người sống sót bình thường xuất hiện, trước tiên điều tra tình hình nơi đây rõ ràng rồi tính tiếp. Lỡ như thế lực nơi này quá mạnh, bản thân đột nhiên xuất hiện, lại có thực lực nhất giai, chỉ sợ những người cấp cao sống sót ở đây sẽ không yên tâm. Vương Song cũng không cho rằng bản thân tấn thăng nhất giai, những người khác cũng sẽ không tấn thăng nhất giai. Nghĩ tới đây, vương sông nhìn dáng vẻ chỉnh tề của mình quần áo sạch sẽ cười khổ một tiếng xoẹt một tiếng làm rách te tua lại trét một chút bùn trên mặt đất nhìn vô cùng bẩn tiến hóa giả nhất dai khí tức trên người hắn cũng là bị bản thân che giấu nếu như không phải tiến hóa giả nhất dai ai cũng không thể nhìn ra đây là một cường giả nhất dai lặng lẽ lùi về sau vương sông nhìn con nai yên tĩnh ăn cỏ kia trên mặt lộ ra một nụ cười xem ra phải hy sinh ngươi một chút rồi Vừa mới nói xong, bóng người Vương Song lập tức biến mất, sau một khắc, đáp xuống bên cạnh con nai, một đao, trực tiếp đánh ngất con nai này. Khi con nai này, Vương Song chạy về nơi có âm thanh truyền đến, tốc độ cũng không nhanh, giống như tốc độ của một người bình thường, rất nhanh, chưa đến 2 phút đồng hồ, Vương Song lập tức thấy từng bóng người thận trọng, có người cầm một thanh đại khảm đao, có người cầm một cây giáo tự chế, còn có người cầm tiêu phòng phủ làm cho vương song cảm thấy kinh ngạc nhất là còn có hai người cầm cung tiễn giống như thợ săn thời cổ đại nhìn quần áo của đám người này cũng đều rất tơi tả dáng người đều gầy như que củi người cầm đầu nhìn thì có chút cường tráng có điều trên thân thể cũng có một số vết thương có vết cào vết đao ngổn ngang lộn xộn đặc biệt là một vết đao trên mặt dường như từ trán xẹt qua cầm nhìn tựa như là một trang giấy rách vậy có chút đáng sợ cũng chính là tên này cầm một bộ cung tên vương song lặng lẽ nhìn Tiễn pháp của nam nhân này rất tốt, một tên bắn ra, một con thỏ mập ú trực tiếp bị bắn thủng, dính ở trên mặt đất. Ha ha, tiễn pháp của Hồ Ca quả nhiên lợi hại. Trong địa bàn thành phố Thiên Thủy cao thủ có loại tiễn pháp này như Hồ Ca không nhiều đâu. Bội phục. Có Hồ Ca ở đây, nhiệm vụ lần này của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn rồi. Một đám người nhìn thấy tiễn pháp của nam tử, đều vỗ tay khen tốt, không ngừng vỗ lên từng cái mông ngựa sắc mặt nam tử sắc mặt không thay đổi trong mắt lóe lên một tia hưng phấn dường như cũng có chút đắc ý vì tiễn pháp của mình lão hồ tiễn pháp của ngươi xem ra lại có rất lớn tiến bộ đó một nam tử nhìn có vẻ hơi to lớn mở miệng cười nói tóc trên đỉnh đầu hắn bị cạo sạch ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia hung hãn nhìn rất dữ tợn ha ha xem ra gần đây ta luyện tên quá nhiều tiễn pháp bất tri bất giác cũng nâng cao nam tử cười ha ha ngay sau đó nhanh chân đi về phía trước nhất con thỏ mập ú lên vừa hay nhìn thấy vương song ở một bên cách đó không xa nhất thời cái giật mình dương cung tên nhắm thẳng vào vương song quát lạnh một tiếng ngươi là ai ở nơi đó làm gì nghe thấy lời của nam tử này ánh mắt của đám người phía sau hắn đều tập trung cấp tốc xông về phía trước có điều cũng có những người nhát gan lập tức lặng lẽ lui về phía sau bọn hắn nhìn thấy bộ dạng của vương song nhất thời liền vỡ tổ đây là ai? Làm sao ở dãy núi Đại Hưng lại còn có người trong đó? Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như là một người sống sót. Có điều ngoại trừ chúng ta, còn có người tới nơi này sao? Nói cũng không chính xác, trong thành phố thiên thủy các loại thế lực đang xen, có thế lực còn mạnh hơn Thanh Long Bang, nói không chừng hắn bị thế lực ép tới. Tất cả mọi người bắt đầu xôn xao bàn luận, đối với sự xuất hiện của Vương Song vô cùng tò mò, chút cảnh giác lúc đầu cũng buông lỏng, dù sao vương song mặc một bộ quần áo rách tơi tả nhìn vô cùng bẩn thỉu xem có vẻ cũng là một người may mắn sống sót bọn họ nhiều người như vậy cũng không cần sợ hãi có điều hồ ca cầm đầu lại là mơ hồ cảm giác được điều gì đó không đúng hắn dựa vào kinh nghiệm săn bắn 10 năm đã sớm có một trực giác vô cùng mạnh mẽ cho dù là tiến hóa giả bình thường cũng chưa chắc có thể so với hắn cho nên hắn luôn luôn có một loại cảm giác bất an dường như người trước mắt giống như là viễn cổ hung thú gì đó nghe được lời của nam tử này vương sông giả bộ làm dáng vẻ thất kinh có chút lắp bắp mở miệng ta ta tới thành phố thiên thủy lánh nạn kết quả vẫn chưa vào được thành phố thiên thủy đã bị người ta tóm bắt phái đi vào dãy núi đại hưng kết quả bọn hắn đều chết rồi chỉ còn lại một mình ta bây giờ thế lực cưỡng ép ta đã quay về ta lạc đường trong rừng rậm không tìm thấy đường đi mọi người nghe vậy trên mặt đều là lộ ra biểu cảm quả nhiên chính là như vậy trong thành phố thiên thủy các loại thế lực đang xen mỗi lần bọn chúng đều sẽ bắt rất nhiều người ép bọn hắn vào dãy núi đại hưng qua đi săn dù sao bên trong dãy núi đại hưng mặc dù có biến dị thú kinh khủng nhưng chỉ ở bên trong bên ngoài phần lớn là một số giả thú giờ đây zombie biến dị thú hoành hành chỗ nào còn có thể ăn thịt có thể săn được con mồi có thịt ăn chắc chắn là một chuyện vô cùng sung sướng bình thường một cân thịt thú có thể đổi được ba cân lương thực đối với những thế lực cao cấp của thành phố thiên thủy kia mà nói đây chính là thức ăn chính của bọn họ vô cùng được ưa chuộng mà muốn thu hoạch được thịt thú vật chỉ có thể qua dãy núi đại hưng săn bắn những cái tên tự xưng là thân phận cao quý kia tất nhiên không có khả năng tự mình làm hoặc là thuê người săn bắn cấp cho đối phương thù lao nhất định hoặc là bắt một số người bình thường qua đó săn bắn chết bao nhiêu người bọn chúng cũng không quan tâm nếu như không có hoàn thành số lượng bọn chúng cần Chuyện xảy đến chắc chắn còn thê thảm hơn so với cái chết. Ở trong mắt những người này, Vương Song giống như bọn họ, đều là người bị ép vào nơi này may mắn sống sót, có điều, hắn may mắn hơn so với những tên đồng bọn kia, chí ít vẫn còn sống sót. Tên này quả thực rất may mắn, tất cả mọi người đều chết hết, chỉ còn mình hắn còn sống. Một người thấp giọng cười nói. Ha ha, làm thế để sống sót còn chưa biết được đâu, nói không chừng là dùng những người khác làm kẻ chết thay bản thân mới sống sót. Một người khác lạnh giọng cười nói, ở mặt thế, đặc biệt là đứng trước thời khắc sinh tử, tình cảm cha con, tình cảm vợ chồng, tình cảm huynh đệ gì đó, tất cả đều là vô nghĩa, thời khắc này, trong đầu tất cả mọi người đều là nghĩ đến sự sống của bản thân mình, bởi vậy, các loại phản bội, mưu mô không hề kỳ lạ. Bọn họ cũng đã tiếp nhận loại này quy luật tàn khốc này của hiện thực, có thể sống sót mới là vương đạo, mới là người thắng lợi cuối cùng nghe vương sông nói hồ ca nhướng mày nhìn thấy vương sông ôm con nai trong mắt lóe lên vương sông nhìn thấy biểu cảm của đối phương trong lòng cười thầm ngoài mặt lại là giả vờ vội vàng các vị đại ca các ngươi có thể đưa ta ra ngoài được không đây là con mồi ta may mắn săn được tặng cho các ngươi các ngươi có thể đi giao nộp ta chỉ muốn rời khỏi nơi này nghe vậy trong mắt đám đại hán hiện lên một vòng lục quang mới phát hiện vương sông ôm một con nai nhất thời đều cười ha hả không ngờ rằng đơn giản như vậy là có thể có được một con nai cái này chiếm một phần mười nhiệm vụ của chúng ta đó có điều là dẫn hắn ra ngoài nhiệm vụ đơn giản như vậy ta tới bây giờ chưa bao giờ thấy qua hồ ca lần này chúng ta nhặt được một món hời lớn đấy tất cả mọi người là ồn ào mặt mũi tràn đầy hưng phấn có điều hồ ca cầm đầu nhìn vương sông quan sát vương sông tỉ mỉ một chút dường như muốn nhìn thấu vương sông có điều khí tức của vương song che giấu cho dù tiến hóa giả cấp chính cũng nhìn không ra đừng nói là một người bình thường như hắn bởi vậy nhìn nửa ngày hồ ca vẫn không có nhìn ra gì trầm ngâm một chút hồ ca nói với vương song bọn ta có thể đưa ngươi ra ngoài có điều con nai này cũng không cần xem như thù lao ngươi ra ngoài còn cần phải sống bán con nai này cũng có thể đổi được một ít lương thực không lo chết đói những người khác nghe hồ ca nói như vậy Nhất thời đều có chút bất mãn, nhao nhao la hết muốn bắt con nai này. Có điều bị Hồ Ca giận dữ trừng mắt, lập tức bị dọa, xem ra trong lòng mọi người Hồ Ca vẫn có uy tín nhất định. "Lão Hồ, tuyệt đối đừng phát hiện tâm lung tung, bây giờ cũng không giống như trước kia nữa, phát thiện tâm lung tung sẽ người chết đó." Nam tử đầu trọc nhướng mày, ở bên cạnh Hồ Ca thấp giọng mở miệng nói. "Ta biết, ta có chừng mực." Hồ Ca nhàn nhạt liếc nhìn bạn tốt của mình một chút nhẹ giọng mở miệng. Nhìn thấy Hồ Ca nói như vậy, nam tử đầu trọc cũng không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt có chút âm u nhìn Vương Song một chút. Vương Song nghe thấy Hồ Ca nói, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, trong lòng cũng kinh ngạc, mặc dù con nai này đối với mình mà nói chẳng đáng là gì, nhưng là đối với người bình thường mà nói, chắc chắn là một khoản của cải không nhỏ tài, có thể từ chối món hời mình tự đưa tới cửa như thế. Nam tử này khiến cho Vương Song sinh ra một chút hứng thú và thiện cảm. Có điều, ngươi phải ở chỗ này chờ trước, bọn ta còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, tạm thời không có cách nào đưa ngươi ra ngoài, chờ bọn ta hoàn thành xong nhiệm vụ, lúc đến sẽ đưa ngươi ra ngoài. Hồ Ca nhớ đến gì đó, nói với Vương Song. Được, ta ở đây chờ các ngươi đến. Vương Song gật đầu, hắn cũng không muốn cứ đi theo đám bọn họ, hắn ra mặt chủ yếu là vì muốn biết rõ tình hình ở nơi này, cũng không phải vì làm bảo mẫu cho bọn họ. Có điều, Hắn cũng sợ những người này bị tiêu diệt hết, cho nên sau khi bọn họ sau khi rời khỏi, cũng đuổi theo, lặng lẽ giải quyết không ít nguy hiểm tiềm ẩn cho bọn họ, bởi vậy, bọn Hồ Ca cảm giác hôm nay săn bắn vô cùng thuận lợi, ngoại trừ mấy người bị mấy vết thương rất nhỏ ra, không có ai chết, mà con mồi thu hoạch được gấp ba lúc trước. Vương Song đang âm thầm quan sát, vô ý muốn phát hiện nam tử đầu trọc kia lại âm thầm sinh ra sát ý với Hồ Ca cầm đầu, có thể Hồ Ca không có phát hiện ra được nhưng với tinh thần lực đáng sợ này của Vương Song, đừng nói đến sát ý có chút rõ ràng kia, cho dù là một chút sát ý nhỏ đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Ha ha, thú vị. Khóe miệng Vương Song lộ ra một tia nghiền ngẫm, cảm giác giữa tên nam tử đầu trọc và hồ ca hẳn là có chuyện gì mà người khác không nhận ra, nhìn có vẻ thì quan hệ bọn hắn rất tốt, tên nam tử đầu trọc này lại muốn xử lý hồ ca, bọn họ nhiều lần gặp phải giả thú hung dữ, nếu như không phải Vương Song âm thầm ra tay, chỉ sợ dưới sự ám toán của tên nam tử đầu trọc này, hồ ca thực sự sẽ bị xử lý. có điều vương song lại thật sự đánh giá cao hồ ca, mấy lần ra tay giải quyết mối nguy cho hắn. sau đó nam tử đầu trọc nhìn thấy hồ ca nhiều lần thoát khỏi nguy hiểm, sợ tiếp tục nữa sẽ bị phát giác, không ra tay nữa. hồ ca dường như không để ý đến, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhìn những con hoảng thỏ hoang, còn có một con sói hoang, số lượng gấp ba lần lúc trước. một khi mang về, chẳng những có thể lấy dao nộp còn có thể đổi được không ít lương thực và một chút thịt để cho vợ và con gái bồi bổ cơ thể tất cả mọi người đều vui vẻ phấn khởi đi ra ngoài nam tử đầu trọc mặc dù trên mặt tràn ngập nụ cười nhưng tận sâu ánh mắt chỗ sâu lại là mang theo một tia hung ác dường như vì không xử lý được hồ ca mà có chút không hài lòng vương song cũng đã đến chỗ cũ sớm một bước đang chờ đợi bọn họ nhìn thấy vương song vẫn còn ở chỗ cũ hồ ca cười nói tiến lên chào hỏi tiểu tử đi thôi bọn ta đưa ngươi ra ngoài. Vương Song cười cười, đi theo bên cạnh Hồ Ca ra ngoài. Vừa đi, Vương Song vừa liếc nhìn nam tử đầu trọc một chút, muốn nhắc nhở Hồ Ca một chút, ngẫm lại mình và hắn không quen không biết, lỡ như nói rõ, chỉ sợ sẽ bị hiểu lầm, cũng không nói, dù sao nam tử này sớm muộn cũng sẽ bộc lộ tính khí của mình ra, bản thân cũng không cần gấp. Có điều thật sự chờ đến lúc đó, chỉ sợ Hồ Ca này cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lúc mọi người hưng phấn thảo luận Vương Song cũng biết tên của nam tử, Hồ Vạn Châu, vốn là một thợ săn ở dãy núi Đại Hưng, mà nam tử đầu trọc thì được hắn cứu sau mặt thế, tên là Trương Dũng, hình như là thợ mổ heo. Hai, nếu như còn có thanh súng săn kia của ta, thì lần thu hoạch này có thể càng thêm phong phú rồi. Hồ Vạn Châu thở dài một hơi có chút hoài niệm súng săn của mình. Có điều đáng tiếc là sau mặt thế cũng sớm đã bị thế lực khác chiếm đoạt. Chỉ có thể theo nghiệp cũ, sử dụng cách nguyên thủy nhất để đi săn, may là hắn đi theo cha mình từng học qua cung tiễn mặc dù không tính là quá giỏi nhưng đi săn một số động vật bình thường vẫn dư sức hồ ca nếu như súng săn vẫn còn chúng ta có thể làm bá chủ rồi một người cũng có thể tung hoành ngang dọc ở dãy núi đại hưng này rồi những người khác nhau nhau nịnh nọt bọn họ đều không am hiểu việc đi săn lần này ra ngoài chủ yếu đều là dựa vào hai người hồ vạn châu và trương dũng mặc dù bọn họ cầm đao giáo nhưng đây chẳng qua là tăng thêm lòng dũng cảm cho mình, một con biến dị thú cấp thấp nhất đi ra là có thể giết sạch bọn họ. Cho dù không có súng săn, tiễn pháp đó của Hồ Ca cũng là số một. Bách phát bách trúng. Nghe mọi người tân bốt, mặt trong lòng hiểu rõ bọn họ đều nói một chút ngoài miệng nói mà thôi, nhưng trong lòng Hồ Vạn Châu cũng có một chút đắc ý, điều may mắn nhất của hắn chính là không quên mất tiễn pháp mà cha dạy cho mình, lúc này mới có thể miễn cưỡng tiếp tục sinh sống, còn có thể chăm sóc vợ con. Nếu không thì giống như những người này chỉ có thể lo được miếng ăn cho bản thân mình thì làm sao có thể chăm sóc người trong nhà. Trương Dũng ở một bên sắc mặt trở nên khó coi, hắn cũng dốc sức, kết quả mọi người chỉ lấy lòng Hồ Vạn Châu, điều này khiến trong lòng của hắn có chút không thoải mái, có điều tâm tư của hắn rất thâm sâu, không biểu hiện ra ngoài, trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười xu nịnh Hồ Vạn Châu. Vương Song xem như không nhìn thấy gì hết, lẳng lặng ôm con nai nhỏ của mình, Hồ Vạn Châu không hề lạnh nhạt Vương Song không ngừng hỏi tên của Vương Song, là người nơi nào, bây giờ sống ở đâu, dường như muốn hỏi hết tổ tông 18 đời của Vương Song, Vương Song chỉ có thể tùy tiện theo dệt, chỉ nói cho bọn họ biết tính danh bên ngoài của mình. Có điều Vương Song cũng không có bị chuyện quá bất hợp lý, chỉ là nói với bọn họ bản thân sau khi mặc thế từ nơi khác chạy nạn đến thành phố Thiên Thủy, mới vừa vào thành phố Thiên Thủy thì bị tóm, đi đến dãy núi Đại Hưng này săn bắn, bởi vậy, ở thành phố Thiên Thủy không có chỗ ở, thậm chí không hiểu biết gì về tình hình của thành phố Thiên Thủy. Trừ Trương Dũng ra, bọn người Hồ Vạn Châu cũng không có quá nhiều nghi ngờ, dù sao giống như tình cảnh của Vương Song, trong thành phố Thiên Thủy đã quá nhiều, bọn họ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu lão đệ, nếu như ngươi tạm thời không có nơi để về thì đến nhà ta đi. Mặc dù trong khu ổ chuột mặc dù hơi dơ giấy bẩn thiểu, nhưng vẫn có chỗ để ngươi đặt chân đến. Hồ Vạn Châu cười cười an ủi. Hắn cũng không biết vì điều gì, luôn cảm giác trên người cái người trẻ tuổi an tĩnh này có một loại cảm giác mà mình không nhìn thấu được. Con gái của ta tuổi cũng sấp xỉ với ngươi, các ngươi có thể làm quen với nhau một chút. Nghe Hồ Vạn Châu nói, Vương Song không từ chối, cười nói. Đa tạ Hồ Thúc. Mục đích của hắn chính là hiểu biết tình hình nơi này, cho nên, ở nơi đâu không quan trọng. Nếu như Hồ Vạn Châu đã có lời mời hắn, như vậy hắn cũng thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Thấy Hồ Vạn Châu mời Vương Song đến nhà ở, ánh mắt Trương Dũng càng thêm thâm hiểm, âm thầm gắt gao nhìn Vương Song hận không thể nuốt chết Vương Song. Vương Song ở một bên nói bóng nói gió sau đó mới biết Trương Dũng này được Hồ Vạn Châu cứu trong một lần làm nhiệm vụ, thậm chí còn cho ở nhờ trong nhà rất lâu. Cho nên tên này luôn nghe lời của Hồ Vạn Châu, đi theo làm tùy tùng, là người được Hồ Vạn Châu tín nhiệm, có thể nói là bạn bè thân thiết. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.